Chương 1440, thuyết phục, Sở tiền bối tha mạng. Cảm nhận được ánh mắt Sở Thiên Minh băng lãnh mà sắc bén, vị tộc lão cuối cùng phù phù một tiếng quỳ xuống dưới, tử vong sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Phốc, đáng tiếc, Sở Thiên Minh không phải hạng người nhân từ, bàn tay hắn lần nữa cắm vào mi tâm hắn, lấy ra thần lực chi tinh. Cùng lúc đó, thân thể tộc lão cũng hóa thành cuồn cuộn hồn lực chuẩn bị hướng về bốn phía tràn ngập đi, lại bị tỏa hồn châu vây khốn, quay quanh Tiêu Phàm. Bất quá, hắn lại không có tiếp tục hấp thu, lực lượng linh hồn hắn đã đạt tới cực hạn, tiếp tục hấp thu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng không lãng phí như thế, dưới sự hướng dẫn của hắn, hồn lực bàng bạc nhanh chóng hướng về tử sắc quang trụ dũng mãnh lao tới. Cái này dù sao cũng là hồn lực chiến thần cảnh, ẩn chứa thần tính, hoặc có lẽ là cái này đã có thể xưng là thần lực. Nếu như Diệp Thi Vũ hấp thu thần lực, có thể càng tiến một bước, vững chắc tu vi, khôi phục thương thế vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sở Thiên Minh bọn hắn cũng không nói gì thêm, những hồn lực này đối với bọn hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như không phải Tiêu Phàm đến cứu bọn hắn chưa hẳn có thể sống sót. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, ánh mắt bọn hắn bỗng nhiên rơi vào trên người bảy hồn tộc trưởng lão cách đó không xa, thất đại trưởng lão bị dọa đến toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Hô, cũng đúng lúc này, tỏa hồn châu biến mất. Linh hồn chi thể Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ngăn khuất trước mặt thất đại trưởng lão hồn tộc. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ bên trong tử sắc thông đạo chậm rãi trôi nổi xuống, cũng rơi vào bên người Tiêu Phàm, hướng về phía Tiêu Phàm nhu tình cười một tiếng. Người tới chính là Diệp Thi Vũ, mặc dù sắc mặt nàng còn hơi có vẻ trắng bệch, nhưng khí thế trên người lại cường đại không ít, một tộc lão hồn lực bị nàng hấp thu, mặc dù hiện tại không thể đột phá chiến thần cảnh nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều. Nhìn thấy Diệp Thi Vũ không có việc gì, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ sán lạn. Các vị tiền bối, tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thi Vũ đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên Minh đám người nói. Nếu là yêu cầu quá đáng, coi như không nói cũng được. Nếu như ngươi là muốn thay những người hồn tộc bọn hắn cầu tình, vậy liền không bàn nữa. Không sai, ngươi mặc dù cứu chúng ta, nhưng hồn tộc tộc trưởng hại chúng ta, ân oán xóa bỏ, chúng ta không cùng ngươi so đo, nhưng những người hồn tộc khác hẳn phải chết là không nghi ngờ. Các đại lão đại cổ tộc nhao nhao lắc đầu, cũng khó trách lửa giận bọn hắn lớn như vậy, vạn năm trước đó bọn họ đều là đại nhân vật rong ruổi thiên hạ, hồn tộc là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, bọn hắn làm sao có thể nén giận đây. Sắc mặt Diệp Thi Vũ biến sắc, nàng xác thực muốn cứu đám người hồn tộc nhưng thực lực nàng còn không đủ để cùng đối diện hơn 80 chiến thần cảnh linh hồn chi thể. Thi Vũ, ngươi phải cứu bọn hắn làm cái gì? Tiêu Phàm truyền âm cho Diệp Thi Vũ nói. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới giết thất đại trưởng lão, nhưng hắn cũng không muốn vì cứu bọn hắn, cùng hơn 80 chiến thần cảnh cường giả là địch, bởi vì bọn hắn không đáng. Ta muốn giúp phu quân, hồn tộc có lẽ là một đội quân dự bị cường đại cho Tu La Điện. Diệp Thi Vũ thần sắc kiên định, truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhu tình nhìn Diệp Thi Vũ, bất quá lập tức lại cau mày một cái, nói. Hồn tộc là kém chút hại ngươi. Diệp Thi Vũ lại lắc đầu, nói. Mặc dù ta kém chút cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, nhật nguyệt nghịch loạn trận ẩn chứa truyền thừa tộc trưởng hồn tộc đời thứ nhất, nguyên lai hồn tộc tổ mộ căn bản không phải là cái gì tổ mộ cùng tổ địa, mà là một kiện chí bảo hồn tộc tên là chỉ xích thiên nhai. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa chuẩn bị hỏi thăm thì thanh âm Diệp Thi Vũ lại vang lên. Hồn tộc tồn tại có ý nghĩa đặc thù, ta hiện tại xem như tộc trưởng hồn tộc, có nghĩa vụ bảo hộ hồn tộc không bị diệt vong. Các trưởng lão xác thực muốn hại ta, nhưng ta cũng là tự nguyện tiến đến, bởi vì ta có linh hồn độ tinh khiết đến gần vô hạn hồn tộc tiên tổ, bên trong tối tăm tự có một loại cảm ứng, huống chi những trưởng lão này mặc dù tự tư một chút, nhưng cũng không phải là hư hỏng như vậy. Từ trong giọng nói Diệp Thi Vũ, Tiêu Phàm nghe được nàng kiên quyết, hắn tự nhiên là nghĩa vô phản cố, chỉ là muốn thuyết phục hơn 80 chiến thần cảnh cường giả lại không phải dễ dàng như vậy. Hai người truyền âm chỉ là một hai cái hô hấp mà thôi. Còn người Sở Thiên Minh bọn hắn băng lãnh vẫn như cũ nhìn chằm chằm thất đại trưởng lão phía sau, khiến thất đại trưởng lão dùng mình. Các vị tiền bối, có thể nghe ta một câu hay không? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hãm hại các vị tiền bối là hồn thiên cùng hồn tộc tộc lão, cùng những hồn tộc kỳ thật cũng không có quan hệ gì, tu vi bọn hắn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, trước mặt các ngươi như là sâu kiến, giết bọn hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Tiểu huynh đệ, người cứu chúng ta nên cho ngươi một phần mặt mũi. Nhưng không giết bọn hắn, trong lòng ta khó mà giải hận, anh Linh chết đi cũng khó có thể nhắm mắt.
một áo xám lão giả đứng đi ra, lắc lắc đầu nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, áo xám lão giả nói đại biểu cho ý tứ phần lớn người. Giết bọn hắn, anh Linh chết đi liền có thể nhắm mắt sao? Tiêu Phàm phản hỏi, hắn không chỉ là vì Diệp Thi Vũ suy nghĩ, hắn cũng không muốn hồn tộc bởi vì hồn thiên bọn hắn mà bị diệt tộc. Tổ chức một cái ngôn ngữ, Tiêu Phàm lại nói. Không dối gạt các vị, hiện tại tình thế chiến hồn đại lục không lạc quan, có lẽ mọi người còn không biết sự tình chiến thần điện phản bội chiến hồn đại lục. Chiến thần điện phản bội, tình thế chiến hồn đại lục hiện tại ra sao? Sở Thiên Minh hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lập tức đem tình thế chiến hồn đại lục bây giờ thô sơ giản lược giảng giải một lần, chiến thần điện độc đại, cổ tộc khác nhau nhau có giúp ở bên trong cổ địa. Vừa nghe đến là kết quả như thế này, rất nhiều người đã bắt đầu tức giận, nhất là khi Tiêu Phàm nói đến chiến thần điện 5.000 năm trước phản bội, rất nhiều người hét lớn muốn xông ra nơi đây, tìm chiến thần điện gây phiền phức. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng đã cười lên, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, trở lại vấn đề chính nói. Cho nên các vị tiền bối nên minh bạch, chân chính địch nhân chúng ta cũng không phải là hồn tộc, mà là chiến thần điện cùng dị tộc, không phải sao? Hồn tộc cố nhiên có sai, nhưng tương lai không thể tránh né một trận chiến, hồn tộc hoặc nhiều hoặc ít có thể đưa đến một chút tác dụng, để bọn hắn lập công chuộc tội, chúng ta cũng thêm một phần lực lượng. Nghe được Tiêu Phàm nói, những kẻ kêu đánh hô giết bắt đầu trù trừ, lúc này Sở Thiên Minh đứng đi ra nói. Các vị, tiểu huynh đệ nói không sai, thêm một người thêm một phần lực lượng, chúng ta nếu giết tất cả hồn tộc, cùng hồn thiên bọn hắn lại có khác biệt gì đâu. Thôi, Sở lão quái, ta nghe ngươi. Sở Dược Thần nói không sai, việc này tạm thời để ở một bên, chúng ta còn có địch nhân càng cường đại hơn. Đám người nhao nhao gật đầu, sát ý trên người chậm rãi tiêu tán, thất đại trưởng lão hồn tộc đối diện buông lỏng một hơi, mấy người cảm giác tại quỷ môn quan đi một vòng. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng nhìn nhau cười một tiếng, có thể thuyết phục những đại nhân vật, hồn tộc cuối cùng xem như có thể tồn tại. Tiểu huynh đệ, còn chưa biết tên ngươi. Sở Thiên Minh cười nói, đột nhiên tiện tay hất lên, từng đạo lưu quang hướng về Tiêu Phàm bay đi, rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Đây là, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, cái này lại là 9 cái thần lực chi tinh, Sở Thiên Minh cứ như vậy cho bản thân. Vãn bối Tiêu Phàm, tiền bối, ngươi cái này, không có ta giết bọn hắn. Ngươi cũng có thể giết bọn hắn, huống chi ngươi cứu chúng ta, những đồ vật này theo lý nên thuộc về ngươi. Sở Thiên Minh lắc lắc đầu nói. Đúng, tiền bối, các ngươi nhiều người như vậy, lực lượng cường đại như thế làm sao sẽ bị hồn thiên bọn hắn tính toán. Tiêu Phàm cũng không khách khí, sau đó nói sang chuyện khác. Hừ, nếu như không phải thừa dịp chúng ta ngủ say, làm sao có thể bị bọn hắn tính toán. Sở Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, trong lời nói đều là vẻ khinh thường. Những người khác cũng giống như thế. Chương 1441, Hồn Thiên trả thù. Lại nói Hồn Thiên chạy ra không gian ngọc đài trận pháp, xuất hiện ở bên ngoài trận pháp này, nhìn đám người nơi xa đang công kích tử sắc quang trụ một cái, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Thực sự là một nhóm vô dụng, giữ lại cũng không có ý gì. Ánh mắt Hồn Thiên lộ ra vẻ oán độc, hắn hiển nhiên là đem lửa giận thất bại phát tiết trên người đám người hồn tộc. Ngàn năm mưu đồ, một khi thất bại trong gang tấc, mặc cho ai cũng không chịu được, huống chi kiêu ngạo như hồn thiên hắn. Còn người băng lãnh từ trong mắt của hắn đảo qua, trên mặt hiện lên ý cười tà tà. Hồn tộc tổ mộ, cái tên này ta lấy không sai, lần này rốt cục có thể trở thành sự thật. Chờ ta rời đi nơi đây, chính là thời điểm mai táng hồn tộc. Vừa dứt lời, hồn thiên liền biến thành một vệt sáng hướng về chân trời kích xạ đi, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Lúc hồn thiên biến mất, anh bà bỗng nhiên quay đầu trông lại. Lại nhìn thấy một điểm đen nơi xa, cau mày, trầm ngâm nói. Người kia làm sao cho ta một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Có vẻ như rất giống tộc trưởng. Anh bà lắc đầu, âm thầm nói ra, tộc trưởng đã rời đi hơn ngàn năm, làm sao có thể lần nữa xuất hiện được. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng nào biết rõ, đạo thân ảnh kia thật sự là tộc trưởng hồn tộc hồn thiên. Thu liếm tâm thần. Anh bà tiếp tục cùng người hồn tộc công kích đạo tử sắc quang trụ kia, không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ sau, tử sắc quang trụ đột nhiên biến mất. Đi theo biến mất còn có thân ảnh Diệp Thi Vũ, cùng lúc đó đại trận phía dưới cũng trở lên bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh. Rốt cục không còn, anh bà buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người nói. Đều tản ra đi, từ hiện tại trở đi, 3 ngày sau đóng tổ mộ, trong lúc này, người chiếm được đồ vật gì, tất cả thuộc về người đó. Đại trưởng lão anh minh, đa tạ đại trưởng lão,
Nguyên một đám tu sĩ hồn tộc hưng phấn tới cực điểm, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía bay đi, cái khác không nói, bên trong hồn tộc tổ mộ có rất nhiều linh quả. Thậm chí thần quả đều có không ít, nếu như có thể được một quả, đột phá một cái tiểu cảnh giới là việc rất đơn giản. Chỉ một lát sau, tu sĩ hồn tộc liền không thấy tăm hơi, tất cả đều tiêu tán tại tứ phương, Ngọc Đài cũng khôi phục bình tĩnh. Anh bà thật sâu nhìn Ngọc Đài một cái, cuối cùng cũng vẫn là rời đi, nàng mặc dù rất hiếu kỳ bên trong Ngọc Đài có cái gì, nhưng nàng càng sợ chết. Những năm này nàng cũng một mực nghiên cứu trận pháp phía trên Ngọc Đài, nhưng vẻn vẹn có thể đơn giản điều khiển một cái mà thôi, muốn hoàn toàn phá giải là căn bản không có khả năng, thậm chí vô cùng có khả năng mất mạng trong đó. Dưới cái nhìn của nàng, hồn tộc trưởng lão đều chết ở bên trong trận pháp, bây giờ không có người cùng nàng tranh phong. Dù là nàng muốn trở thành tộc trưởng hồn tộc đều không có ai dám phản đối, làm sao có thể đi chịu chết. Lúc tu sĩ hồn tộc đều rời đi, trong một cái ngõ ngách bên cạnh Ngọc Đài lại đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh, tựa như lăng không xuất hiện. Tiêu đại ca đâu, làm sao không thấy được hắn? Thân ảnh không phải ai khác, chính là Sở Phiền theo đuôi Tiêu Phàm mà tới. Khi hắn chạy tới nơi đây, Tiêu Phàm đã bị lừa gạt vào bên trong đại trận, hắn tự nhiên tìm không thấy Tiêu Phàm. Sở Phiền tặc lưu lưu con mắt liếc nhìn lấy bốn phía, sau đó lại nhún nhún cái mũi nói. Nơi này có khí thức hồn lực Tiêu đại ca, nhìn đến Tiêu đại ca xác thực tới qua nơi này, sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ. Vây quanh trận pháp dò xét nửa ngày, trong lòng Sở Phiền càng ngày càng lo lắng, hắn rất muốn như vậy rời đi nhưng hắn vẫn không tin Tiêu Phàm chết. Chờ một chút, Tiêu đại ca là Tu La Điện chủ, mạng hắn cứng ngắc. Sở Phiền cắn răng nói, oanh long long, đột nhiên. Đại địa mãnh liệt run rẩy lên, từng đạo khe rãnh to lớn hướng về tứ phương tràn ngập khắp nơi, như là mạng nhện trải rộng mặt đất. Hư không cũng xuất hiện từng đạo liệt phùng, lôi điện cùng hư vô loạn lưu xen lẫn, ngay sau đó đường vân phía trên Ngọc Đài cũng bỗng nhiên hừng hực quang mang, tựa như sống lại. Cột sáng thông thiên từ phía chân trời gào thét mà xuống, linh khí tứ phương giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, toàn bộ chút vào bên trong Ngọc Đài. Chính giữa Lưu Ly Thánh Đảo đứng thẳng lấy một khối thạch bia trắng nõn như ngọc, phía trước thạch bi đứng đấy một đạo thân ảnh, chính là Hồn Thiên chạy ra thăng thiên. Trên mặt Hồn Thiên lộ ra ý cười khát máu, bấm từng đạo thủ ấn trùng điệp đánh phía trên thạch bi, trong miệng phẫn nộ nói ra. Năm đó trở thành tộc trưởng hồn tộc thật sự cho rằng ta cái gì cũng không làm sao. Mặc dù chưa từng hoàn toàn luyện hóa tổ mộ, nhưng khống chế không gian nội bộ vẫn dễ như trở bàn tay. Lúc tổ địa phá toái, một khi Ngọc Đài vỡ vụn, các ngươi đều sẽ bại lộ ra, điện chủ chiến thần điện nhất định sẽ biết rõ, đến thời điểm đó, các ngươi ai cũng không chạy được. Theo bàn tay Hồn Thiên oanh kích phía trên thạch bi, không gian hồn tộc tổ mộ mãnh liệt lay động, người khác có lẽ không cách nào hủy diệt không gian nội bộ, nhưng Hồn Thiên lại có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên, nếu để cho hắn hủy diệt thạch bi, hắn khẳng định làm không được, hắn cũng vẻn vẹn có thể điều khiển một cái không gian nội bộ mà thôi. Tấm bia đá này từ khi hồn tộc tồn tại đến nay liền không có người dung chuyển qua. Ai dám tự tiện xông vào cấm địa? Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, lại là một đội ngũ tuần tra từ đằng xa bay vụt mà tới, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hồn Thiên. Cút, Hồn Thiên lạnh lùng nói ra một chữ, đội tu sĩ tuần tra liền bỗng nhiên nổ tung, bọn hắn chỉ là một chút chiến thánh cảnh mà thôi, trước mặt Hồn Thiên chiến thần cảnh hậu kỳ giống như sâu kiến. Bất quá vừa nghĩ tới tu vi bản thân, Hồn Thiên liền nhe răng trợn mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, linh hồn chi lực hắn quả thực là bị Tu La thần nhãn Tiêu Phàm thiêu đốt mất một cái tiểu cảnh giới. Bằng không mà nói, hắn hiện tại là chiến thần cảnh đỉnh phong, phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng không mấy người có thể so sánh. Giờ phút này trong không gian trận pháp trên Ngọc Đài, Tiêu Phàm cùng đám người nói chuyện với nhau không ít, cũng triệt để minh bạch sự tình vạn năm trước đó, trong lòng đối với Sở Thiên Minh bọn hắn khâm phục vô cùng. Mặt khác, hắn cũng thuận tiện thu 180 mai mệnh nguyên châu, đó là lúc Sở Thiên Minh giết chết cửu đại tộc lão, mệnh cách bọn hắn ngưng tụ mà thành. Những người khác không thu ý nghĩ, Tiêu Phàm cũng không khách khí, nắm giữ những mệnh nguyên châu này, hắn cũng có thể thực hiện hứa hẹn đối với Tô Họa. Bất quá, vừa nghĩ tới chỉ có mệnh cách chiến thần cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ thành mệnh nguyên châu, Tiêu Phàm lại thay bản thân bóp một vệt mồ hôi lạnh, cảm giác mình bị Tô Họa tính toán. Hắn âm thầm nói cho bản thân, về sau vẫn là phải cẩn thận thiên nhân tộc, cái chủng tộc này quá không đơn giản. Tiền bối, các ngươi yên lặng vạn năm, chuẩn bị lúc nào rời đi. Hồi lâu, Tiêu Phàm cảm thấy là thời điểm rời đi, lập tức nhìn về phía đám người hỏi. Sở Thiên Minh há miệng muốn nói, cuối cùng lại lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Kỳ hạn vạn năm còn chưa tới,
bây giờ còn không phải thời điểm. Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì, không gian bốn phía mãnh liệt lay động, hồn lực bốn phía cũng biến thành cuồng bạo vô cùng. Chuyện gì xảy ra, tiểu ma nữ ngẩng đầu nhìn bốn phía, đôi mắt đẹp lấp lóe một cái, lập tức âm trầm nói. Có người phá hư không gian nội bộ chỉ xích thiên nhai. Nhất định là hồn thiên, sớm biết thế chúng ta nên dốc hết toàn lực giết hắn. Sở Thiên Minh khẽ cắn môi, cực kỳ phẫn nộ nói. Những người khác sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, bọn hắn tựa như không lo lắng không gian phá toái, mà là lo lắng sự tình khác. Tiểu ma nữ, ngươi không phải nói ngươi được hồn tộc truyền thừa sao? Hẳn là sẽ điều khiển chỉ xích thiên nhai chứ? Tiêu Phàm hít sâu một cái, chỉ hy vọng tiểu ma nữ có thể mau chóng nghĩ biện pháp. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía tiểu ma nữ lắc lắc đầu nói. Ta còn không có luyện hóa chỉ xích thiên nhai, tạm thời không điều khiển được. Đã không kịp. Mà đầu sắp xuất thế, đi mau. Sở Thiên Minh lắc đầu, trực tiếp đưa tay một chưởng hướng về không trung đánh tới. Chương 1442, Cửu U Ma Thần. Theo Sở Thiên Minh một chưởng đánh ra, một đạo hồn lực quét ngang mà ra, hư không xuất hiện một đầu thông đạo, nối thẳng ngoại giới, quang mang từ bên kia phóng tới. Một đám tu sĩ thấy thế không chút do dự nhao nhao hướng về thông đạo bay đi, lộ ra cực kỳ sợ hãi, tựa như có thứ gì kinh hãi sắp đến. Kinh hãi? Tiêu Phàm cau mày, những người này đều là đại nhân vật đã từng quát tháo phong vân, cho dù là linh hồn chi thể hay là thực lực chiến thần cảnh, còn có cái gì làm bọn hắn sợ hãi? Tiền bối, ngươi nói ma đầu gì? Tiêu Phàm hít sâu một cái, nghi ngờ trong lòng không thôi, vẫn là không nhịn được nhìn về phía Sở Thiên Minh hỏi. Sở Thiên Minh mặt âm trầm, quái dị nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi không biết, nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt mờ mịt, Sở Thiên Minh lại nói. Cũng đúng. Ngươi còn chưa từng đột phá chiến thần cảnh, hẳn còn có rất nhiều thứ là ngươi không biết, ngươi đã có thể đến nơi này, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống, Sở Thiên Minh mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, một đạo giống giận rung trời từ phía dưới truyền đến, hư không đánh rách tả tơi, mặt đất quay cuồng, giống hệt tận thế. Tiếng giống giận dữ ẩn chứa linh hồn trùng kích đáng sợ. Linh hồn chi thể Tiêu Phàm có chút tiếp nhận không được một trận lay động, cho dù là những chiến thần cảnh linh hồn chi thể cũng tán loạn không ít hồn lực. Ngược lại là tiểu ma nữ cùng thất đại trưởng lão hồn tộc, bọn hắn mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong nhưng lại không bị ảnh hưởng. Tại một đường thần tu, hồn tộc quả thật được trời ưu ái. Sở Thiên Minh thật sâu thở dài một hơi, tốc độ lần nữa tăng tốc, không dám tiếp tục kéo dài thời gian. Dù hắn là luyện dược sư, cường độ linh hồn không yếu hơn so với người bình thường. Nhưng đối với hồn tộc thực thể mà nói, lại là xa xa không bằng. Linh hồn hắn cường đại như thế nào cũng vẻn vẹn chỉ là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, chỉ là nhìn qua cùng bản nhân cũng không có quá nhiều khác nhau mà thôi. Mà hồn tộc lại là thiên sinh hồn thể, có được đặc điểm và ưu thế tu sĩ cùng linh hồn chi thể bình thường quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế nên thiên phú hồn tộc có hạn, chỉ có thể đột phá chiến thần cảnh, không có cơ hội trùng kích cảnh giới cao hơn. Tiêu Phàm dùng tỏa hồn châu hộ thể, cũng miễn cưỡng ngăn cản được linh hồn công kích, mấy cái lắc mình liền rời khỏi thông đạo, xuất hiện ở phía trên không trung ngoại giới. Tiêu Phàm nhìn xuống, phía dưới vừa lúc là Ngọc Đài, chỉ là tu sĩ hồn tộc bốn phía đã sớm đã không thấy tăm hơi. Các vị, kết trận. Đột nhiên, Sở Thiên Minh hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Những người khác nhao nhao gật đầu, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng cùng Sở Thiên Minh một dạng, đánh ra từng đạo thủ ấn. Hư không chấn động, từng đạo huyền diệu trận văn hiển hiện, ngưng tụ thành một cái quang cháo to lớn, hướng về phía dưới Ngọc Đài bao phủ. Ngay lúc đó, thiên địa linh khí bốn phía cùng thần linh chi khí mãnh liệt ảo tới, quang cháo càng ngày càng sáng, thất thải hào quang sáng chói đến cực điểm, giống như thực thể. Chân trời, từng đạo tinh quang gào thét mà xuống, giống như xuyên việt vô số thời không đến đây, toàn bộ thiên vũ đều bị chiếu sáng vô cùng. Nhật nguyệt nghịch loạn trận cùng âm dương tỏa linh trận đồng thời kích phát. Lại dung hợp thành âm dương tỏa thiên trận, uy lực tăng gấp bội. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn đối với người bố trí trận pháp này thập phần bội phục. Hai đại thần giai trận pháp tạo thành một cái liền hoàn đại trận, uy lực không phải đơn giản như vậy. Chờ đã, âm dương tỏa thiên trận là khi thiên đại trận, bọn hắn hiện tại đều đã rời trận pháp, đây không phải nói rõ trận pháp không phải châm đối bọn hắn. Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Minh. Tiêu tiểu huynh đệ. Người đoán không sai, âm dương tỏa thiên trận cũng không phải là châm đối chúng ta, mục tiêu cũng không phải là sợ bị ai tìm tới cửa, mà là trấn áp một cái ma đầu. Sở Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc nói ra,
Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, không đợi hắn mở miệng, Sở Thiên Minh lại nói. Vừa chuẩn bị nói cho ngươi biết chính là sự tình liên quan tới ma đầu, tất cả những thứ này đều là năm đó Tu La Điện chủ bố trí, hồn tộc chỉ là khán thủ giả mà thôi. Giống hồn tộc dạng này còn có không ít, linh tộc, chiến tộc, thiên nhân tộc, bất quá ta có thể cảm nhận được chủng tộc khác nên cũng đã thất bại. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thật là khiếp sợ, này làm sao lại có quan hệ đến linh tộc cùng thiên nhân tộc đây, nhất là linh tộc, hoàn toàn là một chủng tộc hư vô phiêu miểu. Tiêu Phàm cũng chỉ bên trong Tu La truyền thừa gặp qua cái tên này mà thôi. Không, nói cho đúng, Tiêu Phàm gặp qua người nắm giữ linh tộc chiến hồn, chính là chiến hồn Thiên Âm Thánh Tiêu của Công Tôn Dạ, hơn nữa chiến hồn cuối cùng cho Quan Tiểu Thất. Về phần chiến tộc, Tiêu Phàm ngược lại là không có cái gì hiếm lạ, chiến tộc cũng đã phản bội chiến hồn đại lục, trông coi thất bại lại bình thường. Bất quá, Tiêu Phàm lại nghĩ đến một vấn đề khác, nói. Tiền bối, ngươi là nói phong ấn ma đầu không chỉ một cái. Chỉ có một, Sở Thiên Minh lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng trở nên nặng nề. Cái này khiến Tiêu Phàm càng thêm không hiểu, nếu chỉ có một cái, tại sao phải để nhiều chủng tộc như vậy tách ra trông coi đâu? Chẳng lẽ, Tiêu Phàm bỗng nhiên đoán được một loại khả năng, trợn to hai mắt nhìn Sở Thiên Minh nói. Tiền bối, ngươi sẽ không nói rằng, ma đầu bị phanh thây nhiều chỗ chân áp chứ? Nếu quả thật như Tiêu Phàm suy nghĩ, vậy ma đầu liền thật có chút khủng bố, dù là bị phanh thây vẫn bất tử bất diệt như cũ. Không sai, Sở Thiên Minh gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ đám người toàn thân chấn động, người bị phanh thây còn có thể không chết sao? Dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Coi như chiến hồn đại lục bọn hắn hơi kém, nhưng chẳng lẽ liền thi thể phân thây cũng không đối phó được? Ta biết rõ suy nghĩ trong lòng ngươi, kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng không phải là người. Sở Thiên Minh hít sâu một cái nói, hai mắt mê ly, tựa như lâm vào hồi ức xa xôi. Trên mặt bày biện ra vẻ thống khổ, tựa như hắn thập phần không nguyện ý nhớ tới vạn năm trước. Ma đầu tự xưng cửu u ma thần, thần lực vô biên. Sở Thiên Minh từ tốn nói, Tiêu Phàm bọn hắn không có quấy rầy, lặng lặng nghe, một đoạn bí mật vạn năm chậm rãi hiện lên trước mặt bọn hắn. Hít sâu một cái, Sở Thiên Minh tiếp tục nói. Vạn năm trước đó, cửu u ma thần phát hiện tinh không cổ lộ đến chiến hồn đại lục, liền mang một quân đội giết tới, đồng thời còn làm ra 9 đầu hung thú dò đường. Đám tiền bối chiến hồn đại lục tự nhiên vì thủ hộ cố thổ chiến một trận, chỉ cần là chiến thần cảnh, cơ hồ đều không chút do dự tham gia đánh một trận năm đó. Trận chiến kia thập phần thảm liệt, đánh đến thiên hôn địa ám, chiến hồn đại lục đều sụp đổ không ít, hiện tại chiến hồn đại lục phải có không ít cổ địa đi, những cổ địa đó tại vạn năm trước đó vốn chính là một bộ phận chiến hồn đại lục. Nghe thế, tiểu ma nữ cùng hồn tộc thất đại trưởng lão không khỏi nuốt nước miếng, chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh. Hắn từ bên trong Tu La truyền thừa đã sớm được những tin tức này. Ngẫm lại, Sở Thiên Minh lại nói. Trải qua mấy năm chiến đấu, chiến hồn đại lục đã rõ ràng ở vào thế yếu, nếu như không phải thí thần đại nhân liều chết cùng cửu u ma thần chém giết, đoán chừng hiện tại đã không có chiến hồn đại lục. Trong một trận chiến kia, cửu u ma thần bị thí thần đại nhân phân thây, phân biệt phong ấn cùng trấn áp tại 6 mảnh cổ địa, bất qua thí thần đại nhân cũng bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà quân đội cửu u ma thần mang đến vẫn không hề từ bỏ, bọn hắn không ngừng đánh thẳng vào chiến hồn đại lục, khi thí thần đại nhân ngủ say, tam đại chí cao thần điện liền trở thành người lãnh đạo. Chờ đã, người nói thí thần thú rơi vào trạng thái ngủ say, nói cách khác, nó cũng không phải là chết tại vạn năm trước đó. Tiêu Phàm đột nhiên dừng Sở Thiên Minh lại, lông mày hơi nhíu nói. Chương 1443, một cái đầu lâu. Người nói cái gì, thí thần đại nhân đã chết. Nghe được Tiêu Phàm nói, hai mắt Sở Thiên Minh đạp một cái, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Tiêu Phàm gật đầu, không có giấu giếm Sở Thiên Minh, đem sự tình thí thần thú đại khái nói một lần. Chiến thần điện đáng chết, bọn hắn dám mưu sát thí thần đại nhân. Sở Thiên Minh nổi giận vô cùng, mặt khác mấy người nghe được bọn hắn nói chuyện cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, liền đại trận đều có chút điều khiển bất ổn. Tiêu Phàm có thể từ trong con người bọn hắn nhìn ra bọn họ là thực kính nể thí thần thú. Nếu như bọn hắn biết rõ linh hồn thí thần thú hiện tại ngay trên người bản thân sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Mấy người bình tĩnh suy nghĩ, vội vàng ổn định đại trận, lúc này Tiêu Phàm cau mày một cái. Ta nhớ 5.000 năm trước chiến thần điện mới phản bội, thí thần thú có khả năng chính là lúc đang say giấc bị giết chết. Hơn nữa, lúc đó thủ hạ cửu u ma thần lại công kích chiến hồn đại lục, cái này phải chăng có liên hệ gì? Nhất định là chiến luân hồi ngu dốt tự tiện đi luyện hóa ma chảo của cửu u ma thần. Cuối cùng bị cửu u ma thần khống chế. Sở Thiên Minh nổi giận mắng, hắn dựng râu trừng mắt,
hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma chảo, chiến tộc trông coi là ma chảo cửu u ma thần, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Trong đầu hắn hồi tưởng lại tình cảnh ban đầu ở Tu La bí cảnh trông được, Tu La điện chủ đời trước không phải liền là bị một cái ma chảo giết chết sao? Chẳng lẽ ma chảo chính là cửu u ma thần? Bất quá vừa nghĩ tới cửu u ma thần liền ngay cả thí thần thú đều không phải là đối thủ, có thể khống chế điện chủ chiến thần điện cũng là chuyện bình thường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Tiêu Phàm lại phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì hắn từ trên ma chảo cảm ứng được khí tức cùng thí thần thú giống nhau. Thi thể thí thần thú vẫn duy trì nguyên dạng, không có khả năng bị ai luyện hóa. Chờ đã, Tiêu Phàm giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, âm thầm trầm ngâm nói. Tinh huyết. Ma chảo vô cùng có khả năng luyện hóa tinh huyết thí thần thú cho nên mới có khí tức thí thần thú. Không sai, chính là ma chảo. Sở Thiên Minh gật đầu, nổi giận mắng. Chiến Luân Hồi thật là một kẻ ngu xuẩn, năm đó thí thần đại nhân luôn miệng nói hắn mặc dù đem cửu u ma thần phân thây, nhưng cửu u ma thần linh hồn lại chạy thoát, vô cùng có khả năng gửi ở phía trên thi thể hắn, bảo tu sĩ sáu tộc nhất định không được giải trừ phong ấn. Năm đó ta liền biết Chiến Luân Hồi dã tâm bừng bừng. Nhất định sẽ đánh chủ ý lên ma chảo cửu u ma thần, không nghĩ tới hắn vậy mà thực làm như vậy. Cũng khó trách Sở Thiên Minh phẫn nộ như thế, năm đó thí thần thú thật vất vả ôm đấu pháp đồng quy vu tận đem cửu u ma thần phân thây sáu nơi, kết quả là vấn đề lại xuất hiện ở trên người chính người chiến hồn đại lục mình. Vạn năm trước đó, tu sĩ chiến hồn đại lục bỏ ra cái gì, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Sở Thiên Minh bọn hắn là thập phần minh bạch. Nếu như cửu u ma thần lại đến một lần, Chiến hồn đại lục chưa chắc có thể ngăn cản được, đến thời điểm đó, chiến hồn đại lục vẫn khó thoát kết cục hủy diệt. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tiêu Phàm lại lắc đầu, cho đến bây giờ hắn rốt cục minh bạch vạn năm trước đó phát sinh cái gì. Tất cả nguồn suối đều là cửu u ma thần. Chỉ là nội tâm Tiêu Phàm lại đang nghĩ một vấn đề, thực lực cửu u ma thần ngập trời, vì sao muốn công kích một cái tiểu thế giới. Chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì? Từ trong lời nói Sở Thiên Minh. Tiêu Phàm cũng có thể nghe ra một hai, Sở Thiên Minh cũng không biết rõ tình hình. Bất quá Tiêu Phàm lại không tin cửu u ma thần thực chỉ là một cái tên điên từ đầu đến đuôi, phát hiện một đầu tinh không cổ lộ liền chạy tới chiến hồn đại lục đại khai sát giới. Sở lão quái, chúng ta áp chế không nổi hắn. Đột nhiên, nơi xa một lão già hét lớn, thân hình đã có chút rung động. Tiêu Phàm nhìn về phía những người khác, lại phát hiện những người kia cũng chẳng tốt đẹp gì, mỗi người đều đau khổ kiên trì. Thậm chí tùy thời đều có nguy hiểm hồn phi phách tán. Phải biết, đây chỉ là một phần thân thể cửu u ma thần mà thôi, hơn 80 chiến thần cảnh linh hồn chi thể thao túng thần cấp trận pháp đều ngăn cản không nổi, bản tôn cửu u ma thần lại nghịch thiên biết bao. Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ biết rõ thực lực bản thân vẫn như cũ quá yếu, dù là đột phá chiến thần cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ cửu u ma thần. Một khi cửu u ma thần khôi phục thân thể nhất định sẽ lần nữa công sát chiến hồn đại lục. Muốn cứu vớt chiến hồn đại lục chỉ có không ngừng mạnh lên, cường đại đến mức có thể giết chết cửu u ma thần. Nghĩ vậy, nắm đấm Tiêu Phàm không khỏi nắm chặt lên, trên trán gân xanh cũng ngọ nguậy, giờ phút này hắn tràn ngập khát vọng đối với thực lực. Tiêu lão đệ, các ngươi nhanh rời đi, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Trên mặt Sở Thiên Minh lộ ra vẻ thống khổ, linh hồn chi thể hắn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Rời đi, Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, bản thân đây coi như là lâm trận đào thoát sao. Thế nhưng, coi như lưu ở chỗ này thì có ý nghĩa gì chứ? Lấy thực lực hắn, nếu như không sử dụng tỏa hồn châu mà nói, Sở Thiên Minh bọn hắn tùy ý một người đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Tỏa hồn châu có thể châm đối linh hồn chi thể, cũng có thể đối phó người hồn tộc, nhưng đối với ma đầu căn bản không có quá nhiều tác dụng. Đi mau, Sở Thiên Minh giống to, hắn càng ngày càng lo lắng. Phu quân, chúng ta đi mau, ngươi yên tâm, bọn hắn hẳn là sẽ không có việc. Tiểu ma nữ lôi kéo cánh tay Tiêu Phàm, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà Tiêu Phàm lại bất phi sở động, hắn không muốn làm một đào binh. Phu quân, tin tưởng ta, tiểu ma nữ lo lắng nói, con ngươi lại kiên định gật đầu. Được, Tiêu Phàm hít sâu một cái, cắn răng nói, nội tâm hắn nói cho bản thân, dạng sự tình này tuyệt đối không có lần tiếp theo, Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ sẽ không làm đào binh. Theo người khác, có lẽ sẽ cho rằng Tiêu Phàm rất ngu ngốc. Biết rõ không phải đối thủ địch nhân cũng phải ở lại đây chịu chết. Nhưng Tiêu Phàm không nghĩ như vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết ở chỗ này, bọn hắn đều là hy vọng chiến hồn đại lục, cũng không phải là một người Tiêu Phàm hắn liền có thể cứu vớt toàn bộ thế giới. Hắn không phải chúa cứu thế, chỉ là một tu giả bình thường mà thôi,
hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem tất cả áp lực đều hướng trên người bản thân, nhưng hiện tại những áp lực kia lại vô hình chồng chất ở trên vai hắn. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất đối mặt đối thủ hoàn toàn không cách nào chiến thắng, thực lực cả hai căn bản không ở cùng một cấp độ. Nhưng không đánh mà chạy, đối với Tiêu Phàm mà nói vẫn là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, trên mặt Sở Thiên Minh cũng buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía đám người nói. Mọi người liều mạng với hắn, nếu trấn áp không được, vậy liền đồng quy vu tận cùng hắn. Được, tất cả mọi người không chút do dự gật đầu nói, khí thế mỗi người cũng bắt đầu tăng vọt, điên cuồng rút ra thiên địa linh khí bốn phía. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ mang theo thất đại hồn tộc trưởng lão rời đi, bọn hắn cũng không đi xa, dừng lại trăm dặm có hơn, Tiêu Phàm vẫn không nguyện ý rời đi như vậy, hắn muốn nhìn nơi này đến cùng trấn áp bộ phận cửu u ma thần nào vậy mà đáng sợ như thế. Sau nửa ngày, quang cháo âm dương tỏa thiên trận đột nhiên mãnh liệt rung rung, tựa như tùy thời có thể bạo tán ra, ngay lúc đó, quang cháo bên trong một tòa núi nhỏ đen kịt chậm rãi nổi lên, tản ra một cỗ hung uy bàng bạc. Dù là cách nhau hơn trăm dặm, Tiêu Phàm bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ uy áp. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm bây giờ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra núi nhỏ kia là vật gì, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu ma nữ cùng thất đại hồn tộc trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn không thể tin được thứ bản thân chứng kiến. Một cái đầu lâu, Tiêu Phàm run giọng nói, trực tiếp kêu ra, chương 1444, đại hủy diệt. Nếu như chỉ là đầu lâu bình thường, Tiêu Phàm bọn hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng cái đầu kia lại như một tòa núi nhỏ, đạt tới độ cao trên trăm trượng. Một cái đầu lâu liền khổng lồ như thế, vậy thân thể hắn lại to lớn biết bao đây. Đám Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng cửu u ma thần đến cùng cường đại như thế nào, chỉ là đầu lâu liền không phải bọn hắn có thể địch lại. Dù là theo Tiêu Phàm thí thần thú đã coi như là khổng lồ, nhưng ở trước mặt đều lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé, huống chi những tu sĩ bọn hắn đây. Sở Thiên Minh bọn hắn hơn 80 người, trước mặt đầu lâu cửu u ma thần hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Khó trách năm đó đem cửu u ma thần phân thây còn để hơn 200 chiến thần cảnh cường giả trấn thủ nơi này, nếu như còn có hơn 200 người, bọn hắn khẳng định có thể trấn áp cái đầu lâu này, đáng tiếc lại bị hồn thiên giết hơn 100 linh hồn chi thể. Tiêu Phàm nghĩ rõ ràng trong đó, hai mắt biến đỏ thắm. Hồn thiên, không chỉ là tội nhân hồn tộc, vẫn là tội nhân chiến hồn đại lục. Tiểu ma nữ cũng phẫn hận nói. Cho dù là thất đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, bọn hắn mặc dù tự tư, nhưng không làm được sự tình lừa đời lấy tiếng bậc này. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Da còn lông mọc, còn chồi đâm cây. Cái đạo lý này bọn hắn đều minh bạch, đáng tiếc hồn thiên lại bị thực lực che đậy hai mắt. Kết quả là cái gì đều không được, lại bị Tiêu Phàm tu la thần nhãn đánh về nguyên hình. Oanh, rốt cục, âm dương tỏa thiên trận chống đỡ rốt cuộc ngăn không được cỗ uy áp kia, trực tiếp bạo tán ra, hóa thành hồn lực cuồn cuộn ba động quét sạch tứ phương. Những linh hồn chi thể chiến thần cảnh trong nháy mắt nổ bay không ít, có 20, 30 người càng là hóa thành cho bụi, cái gì đều không lưu lại. Hồn lực phong bạo quét sạch tứ phương, không gian đều chậm rãi vỡ ra, Tiêu Phàm bọn hắn vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Hồn lực phong bạo cuồng bạo theo đuổi không bỏ. Nổ vang to lớn vang vọng cả vùng không gian, bên trong chỉ xích thiên nhai, vô số tu sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt tụ tập hướng một phương hướng. Chuyện gì xảy ra, phương hướng kia tựa như là vị trí tổ địa, nơi đó phát sinh cái gì? Không gian hồn tộc tổ mộ phá toái. Làm sao có thể, chạy mau, vô số tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng hướng về bốn phía hoảng hốt bỏ chạy. Cỗ hồn lực phong bạo hủy diệt làm bọn hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Tất cả mọi người nhanh rời tổ mộ. Đại trưởng lão anh bà cảm nhận được cỗ linh hồn uy áp, không chút do dự đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu thải hồng kiều. Nàng không chút do dự xông vào, về phần hồn tộc khác chết sống, nàng đã không lo được, có thể trốn ra ngoài bao nhiêu, đến nhìn tạo hóa bọn hắn. Một mảnh sơn lâm, Thạch Thánh cùng Tiểu Kim bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, cũng đúng lúc này Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, lách mình hướng về nơi xa bỏ chạy. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, kinh ngạc nhìn thân thể Tiêu Phàm tựa như giống như gặp quỷ. Tiêu lão đại, Thạch Thánh cũng hú lên quái dị, vội vàng truy theo. Phải biết, bọn hắn tận mắt thấy linh hồn Tiêu Phàm ly thể, Tiêu Phàm hiện tại chỉ là một cái xác chết di động mà thôi, làm sao có thể chạy vậy? Khả năng duy nhất chính là có một cỗ ý thức hoặc là linh hồn khác thao túng thân thể Tiêu Phàm, vô luận là loại nào, bọn hắn đều sẽ không để cho thân thể Tiêu Phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn.
bên giới chỉ xích thiên nhai, một đám hung thú lần nữa tụ tập tại địa điểm Tiêu Phàm ước định, nhưng mà chờ đợi mấy ngày vẫn không có thấy bóng dáng Tiêu Phàm, thần sắc bọn hắn không khỏi có chút nóng nảy. Rất nhiều hung thú bắt đầu sao động không thôi, nếu như không phải Chọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp Cự Long đè lên bọn chúng khả năng thực phát cuồng. Đột nhiên, một tiếng rung trời nổ vang từ đằng xa truyền đến, tất cả mọi người cùng hung thú đều ngẩng đầu nhìn lại, đề phòng tới cực điểm, tiếng vang đó liền tựa như thế giới phá toái, vô cùng đáng sợ. Bởi vì cách nhau khá xa, bọn hắn còn không cách nào cảm nhận được cỗ uy áp kia đáng sợ, bất quá ai cũng biết rõ khẳng định có chuyện lớn xảy ra. Phốc phốc, đột nhiên, không gian phía sau đám người vỡ ra, lúc bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại đỉnh đầu đám người. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cùng hung thú đều quỳ sát xuống dưới, nơm nớp lo sợ, căn bản không ngẩng đầu lên, dù là Chọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp Thiên Long cường đại nhất cũng chẳng tốt đẹp gì. Đó là cái gì, làm sao đáng sợ như thế? Ánh mắt Dịch Bằng lấp lóe không yên, mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt, nhưng hắn cảm giác trải qua mấy ngàn năm. Khi hắn tỉnh lại, mồ hôi đã chảy ướt lưng, những người khác cùng hung thú tự nhiên càng chẳng tốt đẹp gì, tất cả mọi người mờ mịt vô cùng, không biết làm sao. Lại nói Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ mang theo hồn tộc thất đại trưởng lão nhanh chóng thoát đi, tốc độ bọn họ đã đầy đủ nhanh, nhưng so với hồn lực phong bạo vẫn chậm hơn không ít. Thời gian 10 cái hô hấp, hồn lực phong bạo liền cách bọn hắn chỉ có vài dặm, nếu như bị hồn lực phong bạo trùng kích, cho dù không chết cũng tàn phế. Nếu như nắm giữ nhục thân, Tiêu Phàm tự nhiên có thể trước tiên trốn vào tiểu thiên địa cùng không gian bí cảnh, nhưng hắn hiện tại chỉ là linh hồn chi thể. Chẳng lẽ ta vẫn phải chết ở đây? Tiêu Phàm vô cùng trầm trọng, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, tìm kiếm lấy đối sách. Tiểu ma nữ cũng vô cùng lo lắng, nàng mặc dù được hồn tộc truyền thừa, nhưng còn chưa kịp luyện hóa chỉ xích thiên nhai, còn không cách nào điều khiển tất cả bên trong chỉ xích thiên nhai. Tiêu đại ca, Thi Vũ tỷ, bên này, đang lúc đám người đang lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ chăm miệng một lời kêu lên. Sở Phiền, không sai. Người kia chính là Sở Phiền, gia hỏa này tương đối sợ chết, lúc Sở Thiên Minh đã thông không gian thông đạo thì hắn trốn ở bên cạnh Ngọc Đài, liền không chút do dự đào tẩu, suy nghĩ muốn cứu Tiêu Phàm cũng ném lên 9 tầng mây. Khi hắn chạy trốn tới ngoài trăm dặm, lại nhìn thấy bóng dáng Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ, hắn lại vội vàng cùng tới. Không phải bảo ngươi đi à, ngươi còn tới làm cái gì, chịu chết sao? Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ bọn hắn đi tới bên người Sở Phiền, Tiêu Phàm nổi giận mắng. Lập tức không chút do dự ôm lấy Sở Phiền liền chạy, Sở Phiền là hắn mang đến, nếu như chết ở chỗ này, Tiêu Phàm nhất định sẽ áy náy cả một đời. Đương nhiên, hắn cũng không biết mình liệu có thể từ bên trong hồn lực phong bạo sống sót. Tiêu đại ca, ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm, cho nên. Sở Phiền trước mặt Tiêu Phàm có chút nhát gan, bất quá hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là thực đang trách cứ hắn, mà là lo lắng hắn mà thôi. Nếu như hắn không cùng đến, liền không hội ngộ trên loại nguy hiểm này. Tiêu Phàm dùng sức xoa xoa đầu Sở Phiền, hốc mắt hơi hơi ướt át, trong lòng khá là cảm kích, sau đó nói ra. Ngươi yên tâm, coi như ta chết cũng nhất định bảo ngươi một mạng. Không cần, ta có thể cứu bản thân, hoặc là cũng có thể cứu các ngươi. Sở Phiền từ trong đầu Tiêu Phàm tránh thoát, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, vội vàng kêu lên. Mọi người tay cầm tay, nhanh, thất đại hồn tộc trưởng lão sững sờ, bất quá Tiêu Phàm lại trong nháy mắt lấy lại tinh thần, quát khẽ nói. Nghe Sở Phiền, nhanh. Sau đó, Tiêu Phàm liền vội vàng kéo tay tiểu ma nữ giữ chặt tay Sở Phiền, sau đó Tiêu Phàm lại giữ chặt tay một hồn tộc trưởng lão khác. Hồn tộc trưởng lão mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là không dám chống lại mệnh lệnh Tiêu Phàm, rất nhanh mọi người liền làm thành một vòng tròn. Gần như đồng thời, một cỗ năng lượng huyền diệu ba động tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ thân thể bọn hắn, sau một khắc, thân ảnh bọn hắn đột nhiên lơ lửng. Hô, cũng đúng lúc này. Hồn lực phong bạo vô cùng đáng sợ cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ thân ảnh đám người. Chương 1445, tuyệt thế chi chiến. Trong hồn lực phong bạo cuồng bạo, thân ảnh Tiêu Phàm bọn hắn giống như một mảnh thuyền cô độc trong biển rộng, lại như một mảnh khô diệp trong cuồng phong, mất đi khống chế. Cũng chính là bởi vì như thế, mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được cuồng phong thổi loạn lấy bản thân thân thể, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể theo gió mà động, thân thể lại không nhận bất luận cái gì xâm hại. Tại sao có thể như vậy? Tiểu ma nữ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kỳ lạ cảm thụ được tự thân biến hóa. Đây là năng lực hồn hóa, Sở Phiền thiên phú hồn tộc đặc thù.
Tiêu Phàm rốt cục hiện lên một vòng ý cười, hắn cũng không nghĩ đến cuối cùng còn dựa vào Sở Phiền cứu bản thân một mạng. Tiêu đại ca, người có phải nên hảo hảo ban thưởng một cái ta hay không đây? Sở Phiền tà tà cười nói, lần này có thể phá lệ, người muốn thưởng gì? Tiêu Phàm thập phần chân thành nói, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem Linh Nhi tỷ gả cho ta đi. Bên trong ánh mắt Sở Phiền phóng tiểu tinh tinh. Nghe vậy, tiểu ma nữ cùng các trưởng lão khác đều cổ quái nhìn Sở Phiền một cái. Tiểu gia hỏa này thật đúng là tiểu quỷ a, chẳng lẽ là lão bất tử cải lão hoàn đồng. Lúc này mới mấy tuổi, liền nghĩ cưới lão bà. Được, khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi nhếch lên. Thực, thực, quay đầu nhiều ban thưởng ngươi một trận đòn, cam đoan để ngươi hài lòng. Tiêu Phàm gật gật đầu, Sở Phiền dọa đến không khỏi rút rút cổ. Ta nhớ kỹ năng lực hồn hóa không có cường đại như thế, coi như hồn hóa cũng không có khả năng không nhận trùng kích hồn lực phong bạo. Đột nhiên, trong đó một trưởng lão mở miệng nói, kỳ danh là hồn ca, là hồn tộc nhị trưởng lão. Bình thường năng lực hồn hóa xác thực không có cường đại như thế, nhưng khi đem hồn hóa tu luyện tới có thể dung hợp cùng một chỗ với hoàn cảnh chung quanh. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại hồn ca một câu, hắn mặc dù cứu hồn ca bọn hắn, nhưng thái độ đối với hồn tộc cũng không có quá nhiều cải biến. Cùng hoàn cảnh dung hợp, hồn ca bọn hắn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Còn hồn tộc trưởng lão, cái này cũng không hiểu. Sở Phiền khinh bỉ nhìn hồn ca một cái, bị một tiểu thí hài đả kích, sắc mặt một đám hồn tộc trưởng lão một trận xấu hổ, nhưng lại không dám nổi giận. Ngừng lại, Sở Phiền tiếp tục nói. Đừng nhìn hiện tại các ngươi nhìn qua chỉ là hồn hóa bình thường mà thôi, kỳ thật thân thể các ngươi cùng hồn lực phong bạo chung quanh là giống nhau như đúc, hiểu không? Một đám trưởng lão lộ ra thần sắc không hiểu. Sở Phiền không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm cũng lười giải thích, hắn lại rõ ràng bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn chi thể bản thân, chính lấy một loại tần suất nhanh chóng chấn động, vừa lúc cùng hồn lực phong bạo chung quanh duy trì nhất trí, cho nên hồn lực phong bạo căn bản không làm gì được bọn hắn. Sau nửa ngày, Sở Phiền mang theo Tiêu Phàm bọn hắn rốt cục dừng lại, triệt hồi lực lượng hồn hóa xong, thân ảnh đám người hiển lộ đi ra, bởi vì còn không có thích ứng, kém chút bị hồn lực bốn phía đánh bay. Rất nhanh, hồn lực phong bạo liền biến mất không thấy gì nữa, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, nhanh chóng hướng về không trung lao đi, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ Sở Thiên Minh bọn hắn như thế nào. Chỉ là vị trí cách Ngọc Đài đã thập phần xa xôi, người bình thường căn bản không có khả năng nhìn khoảng cách xa như vậy. Trong con người Tiêu Phàm lóe qua một vòng huyết quang, dù là ngoài vạn dặm hắn cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, sau một lát, ánh mắt hắn rốt cục tìm tới vị trí Ngọc Đài. Lúc này Ngọc Đài sớm đã vỡ nát. Hóa thành một vùng phế tích, đầy đất bừa bộn, Tiêu Phàm tìm kiếm mấy tức thời gian mới tìm ra thân ảnh Sở Thiên Minh, trừ Sở Thiên Minh, ngoài ra còn có mười mấy người cũng sống sót. Bất quá rất nhanh, ánh mắt Tiêu Phàm liền bị một đạo bóng đen khác hấp dẫn, chỉ thấy đầu lâu màu đen giống như núi nhỏ lơ lửng không trung, con người mở ra, lạnh lùng liếc nhìn lấy mảnh không gian này. Sở Thiên Minh phía dưới cái đầu kia, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, thực lực hai phe chênh lệch cách quá xa. Sâu kiến, đột nhiên cái đầu kia mở miệng, há mồm phun ra hai chữ băng lãnh, tiếng truyền thiên địa, chỉ cần sinh linh trong không gian chỉ xích thiên nhai đều có thể nghe được thanh âm này, tựa như thanh âm là từ trong lòng tất cả mọi người vang lên, chấn động đến linh hồn mọi người run rẩy. Tiếng nói rơi xuống, đầu lâu to lớn rốt cục có chỗ động tác, nhanh chóng hướng về Sở Thiên Minh bọn hắn hung hăng rơi đập. Không, Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, làm ra một cái động tác ngăn cản, đáng tiếc cách nhau thập phần xa xôi, đương nhiên. Cho dù hắn ngay tại chỗ cũng căn bản không có khả năng cứu được Sở Thiên Minh bọn hắn. Oanh, đầu lâu đập ầm ầm rơi mà xuống, Tiêu Phàm đã không đành lòng nhắm lại hai mắt, hắn thấy, Sở Thiên Minh bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lúc này mới lần nữa mở ra hai mắt, chậm rãi hướng về nơi xa nhìn lại, bỗng nhiên, con người Tiêu Phàm run rẩy kịch liệt một cái, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Nơi xa, Sở Thiên Minh mặc dù tê liệt trên mặt đất, nhưng bọn hắn lại cũng không có chết, trên không bọn hắn hiện lên một đầu hắc sắc cốt long dài mấy trăm trượng, quanh thân cốt long tỏa ra sương mù màu đen. Sương mù lượn lờ chậm rãi quấn quanh đầu lâu to lớn, đầu lâu phát ra từng đợt thanh âm gào thét, chấn vỡ hơn 10 dặm hư không. Âm minh, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, hắn một cái liền nhận ra đầu hắc sắc cốt long tiến vào hung long hải cốc trước đó, thiên hạ đệ nhất long thái âm cốt long âm minh ngăn ở trước mặt hắn. Chỉ là thân thể âm minh so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, tại hắn thấy qua long cũng chỉ có thi thể huyết thần long to lớn có thể cùng nó so sánh. Âm minh long khu đem đầu lâu cửu u ma thần hướng trong hố sâu mặt đất túm đi,
nhưng mà lực lượng đầu lâu lại một chút cũng không kém gì nó, cả hai giằng co lẫn nhau. Sâu kiến, đều phải chết. Đầu lâu cửu U Ma Thần phẫn nộ, há mồm hướng về âm minh táp tới. Thân thể âm minh chấp động, vội vàng hướng về một bên tránh đi, sau đó giống như thần roi long vĩ, hung hăng quất vào trên mặt đầu lâu kia. Oanh một tiếng vang giòn, đầu lâu trực tiếp bị âm minh quất bay, đờ en di nát mấy ngọn núi, trượt hơn 10 dặm mặt đất mới dừng lại, có thể thấy một kích đáng sợ, đây chính là uy lực chiến thần cảnh. Bất quá, làm Tiêu Phàm mắt trợn tròn là đầu lâu lại không có việc gì, khuôn mặt vừa mới bị rút ra đều không có một vết sẹo. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, hắn không cách nào tưởng tượng sức mạnh thân thể cửu U Ma Thần mạnh bao nhiêu. Dù là tu la thần thể ở trước mặt cũng như sâu kiến, cái này khiến trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên một loại cảm giác bị thất bại. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hiện tại hắn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, nếu như một mực mạnh lên, đạt tới cảnh giới như cửu U Ma Thần, bản thân há sẽ yếu hơn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nắm đấm, thu liễm tâm thần, lần nữa chú ý hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu bậc này với hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Đột phá chiến thần cảnh sẽ lãnh ngộ áo nghĩa chi lực, nhưng Tiêu Phàm lại chưa từng nhìn thấy hai đại tuyệt thế cường giả sử dụng bất luận lực lượng áo nghĩa gì, hoàn toàn là cứng đối cứng, dùng nhục thân đối cứng. Từ trong chiến đấu, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được bên trên sức mạnh thân thể, âm minh vẫn là hơi có không bằng, chỉ là thực lực hắn miễn cưỡng có thể áp chế đầu lâu cửu U Ma Thần mà thôi. Âm minh cố nhiên cường đại nhưng trong lòng Tiêu Phàm không lạc quan, phải biết cái này vẻn vẹn chỉ là đầu lâu cửu U Ma Thần mà thôi. Nếu như là hắn hoàn bích chi thân thì sao? Lấn đầu lâu bản thân, chết đi. Đang lúc Tiêu Phàm lo lắng, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, hư không bị xé mở một đạo lỗ hổng to lớn, ngay sau đó, một vệt sáng thỏ vào. Là nó, ánh mắt Tiêu Phàm run lên, không khỏi hít một hơi lạnh. Chương 1446, trốn vào hư vô. Nhìn thấy đạo lưu quang nơi xa, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân run lên, dùng mình, tựa như cổ của hắn bị một cái tay gắt gao bóp lấy. Lưu quang không đặc biệt, chính là một hắc sắc quỷ trảo, móng vuốt lộ ra vô tận sắc bén, dường như có thể xé rách thương vũ, bầu trời vũ trụ phá toái càn khôn. Chính là quỷ trảo này chém giết Tu La Điện điện chủ đời trước, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nó cường đại. Đời trước Tu La Điện chủ là chiến thần cảnh, không phải kẻ yếu. Âm minh cố nhiên có thể áp chế cái đầu kia, nhưng hiện tại lại thêm một cái móng vuốt, hắn có thể là đối thủ sao? Không đúng, nó không phải là bị Lâu Ngạo Thiên trọng thương sao? Làm sao cảm giác cái móng vuốt này so với lần trước còn cường đại hơn một chút. Con người Tiêu Phàm run lên, dù là cách nhau trên vạn dặm, hắn cũng cảm nhận được một cỗ uy áp không hiểu. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên đang gạt hắn? Tiêu Phàm lắc đầu, Lâu Ngạo Thiên căn bản không tất yếu lừa hắn, vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ Lâu Ngạo Thiên cũng bị lừa, hai cái móng vuốt mặt ngoài nhìn qua một dạng, nhưng hồn lực ba động lại hơi có chút khác biệt, rõ ràng là hai người mới đúng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn làm rõ ràng, trừ phi hắn có thể tự mình tiếp xúc hai cái tay, mới có thể đánh giá ra bọn hắn khác biệt, đáng tiếc việc này không có khả năng. Một khi tới gần, đoán chừng hắn ngay lập tức sẽ bị khí thế quỷ trảo đánh giết. Một đầu một tay mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm quanh quẩn hư không. Chỉ thấy một cái cốt trảo âm minh trực tiếp đón lấy quỷ trảo, không có bất kỳ cái gì e ngại, một cỗ khí thế cuồng bá nghịch thiên mà lên. Cốt trảo đi qua, hư không xé rách, vô tận loạn lưu bay vụt, như là lợi nhận xé rách tứ phương, oanh trên người bọn hắn, phát ra thanh âm trận trận kim loại va chạm, hư không hỏa tinh bay vụt. Oanh một tiếng, hai đại tuyệt thế cường giả điên cuồng đâm vào cùng một chỗ, hư không nổ tung, hư vô chi lực tràn ngập, Tu La thần nhãn cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Tiêu Phàm cau mày, lặng lặng chờ đợi, hắn tự nhiên là hy vọng âm minh có thể thắng được, nhưng móng vuốt cùng đầu lâu cửu U Ma Thần cũng không thể khinh thường. Hư vô loạn lưu không ngừng phá hủy không gian bên trong chỉ xích thiên nhai, tiếng vang chói tai thỉnh thoảng quanh quẩn bên tai tất cả mọi người, dù là cách nhau trên vạn dặm cũng có thể nghe được. Phu quân, phát sinh cái gì? Tiểu ma nữ nhìn thấy Tiêu Phàm cau mày, lo lắng hỏi, chăm chú bắt lấy tay Tiêu Phàm. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn không muốn tiểu ma nữ lo lắng. Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Phàm bỗng nhiên biến đổi, hai mắt hắn nhìn thấy một vệt sáng từ bên trong hư vô loạn lưu bắn ra, đập ầm ầm hơn 10 dặm. Âm minh tiền bối, Tiêu Phàm giống to, đạo lưu quang kia chính là âm minh, bất quá trạng thái âm minh giờ phút này không phải rất tốt, toàn thân nhiều chỗ nứt xương,
rất rõ ràng bị cửu U Ma Thần áp chế. Không trung phía trên, hư không chậm rãi khâu lại, bộc lộ ra cánh tay cùng đầu lâu cửu U Ma Thần, làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là cửu U Ma Thần có vẻ như cũng không chiếm được tiện nghi. Quỷ trảo cùng đầu lâu cũng vỡ vụn không ít, nhiều chỗ chảy ra máu tươi, chỉ là thương thế này so với Âm Minh mà nói cũng không tính là gì. Âm Minh tiền bối, Sở Thiên Minh bọn hắn lo lắng hét lớn, nếu như Âm Minh đều không phải là đối thủ, những người bọn hắn cũng tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Bọn hắn cũng không phải sợ chết, mà là lo lắng Âm Minh bị cửu U Ma Thần trọng thương, thậm chí sát hại, kể từ đó toàn bộ chiến hồn đại lục thật đúng là không người là đối thủ cửu U Ma Thần. Đem thứ này giao cho Tu La Điện chủ thế hệ này. Âm Minh chậm rãi lơ lửng, đột nhiên há mồm phun ra một vệt sáng, hướng về Sở Thiên Minh bay đi. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng to lớn bọc lấy Sở Thiên Minh bọn hắn, hướng về chân trời bắn nhanh đi, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Yên tâm, một tên đều chạy không được, đem đầu lâu bản thần tàng ở chỗ này thật đúng là để bản thần dễ tìm. Lời nói băng lãnh từ đầu lâu kia phun ra, sát khí nặng nề, cả vùng không gian đều trở nên khắc nghiệt. Ngươi cũng chỉ trộm gà bắt chó mà thôi. Âm Minh giọng nói vô cùng vì khinh thường, không sợ hãi hướng về cửu U Ma Thần đi đến. Hừ, bản thần không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi chỉ là kẻ thứ nhất mà thôi, những sâu kiến trốn đi đều nhảy nhót không được bao lâu, những con kiến hôi các ngươi cũng chỉ là hơi tàn mà thôi. Con ngươi cửu U Ma Thần cực kỳ lạnh lẽo, lộ ra quang mang khát máu. Tiếng nói vừa dứt, đầu lâu cùng quỷ trảo đồng thời nhào về phía Âm Minh, cửu U Ma Thần không chỉ muốn đánh bại Âm Minh, còn muốn giết hắn. Ngang, Âm Minh gầm lên giận dữ, giãy giụa, cuốn lên vô tận phong vân, nghịch thiên mà lên. Thái cổ long ấn, ngay sau đó, Âm Minh một tiếng quát chói tai, bốn cái cốt chảo kết xuất một đạo rườm già thủ ấn, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc long hình chảo ấn, hướng về đầu lâu cửu U Ma Thần đánh tới. Ngươi tự tìm cái chết, cửu U Ma Thần phát ra thanh âm phẫn nộ, đầu lâu đột nhiên ngừng, nhanh chóng hướng về quỷ chảo tới gần, đáng tiếc còn chưa kịp đào tẩu, liền bị long hình chảo ấn gắt gao chế trụ. Ngay tại cùng một thời gian, Âm Minh long vĩ hung hăng quất vào phía trên quỷ chảo cửu U Ma Thần, xương cốt va chạm phát ra từng đợt tiếng ma sát bén nhọn. Một kích này, Âm Minh tựa như dùng hết toàn lực, lại đem quỷ chảo cửu U Ma Thần đánh bay hơn 10 dặm. Âm Minh tựa như âm mưu đạt được, thân thể nhanh chóng đập ra, nắm lấy đầu cửu U Ma Thần trực tiếp xé rách hư không, hướng về bên trong hư vô bỏ chạy. Ngươi nếu chạy, bản thần liền giết sạch bọn hắn. Cửu U Ma Thần tức giận, hắn trên vạn năm mới tìm ra đầu lâu mình, làm sao có thể để nó chạy. Ngươi thử xem, ta cam đoan trong vòng ngàn năm, ngươi đừng hòng tìm ra đầu lâu ngươi, dã tâm ngươi lại bị đẩy trễ ngàn năm. Bên trong hư vô truyền đến thanh âm Âm Minh, hơn nữa thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất hiển nhiên Âm Minh mang theo đầu cửu U Ma Thần đã càng ngày càng xa. Tiến vào bên trong vô ngần hư không liệt phùng, cho dù cửu U Ma Thần muốn tìm đầu lâu mình đoán chừng cũng phải một chút thời gian. Hắn cực kỳ phẫn nộ, hơn nữa thập phần không cam lòng, nhưng cuối cùng lại không thể làm gì, hắn đã đợi vạn năm, làm sao có thể đợi thêm ngàn năm. Thời gian ngàn năm, cái gì đều có thể phát sinh, những năm này hắn đã chứng kiến rất nhiều sự tình phát sinh ngoài ý muốn. Chờ bản thần diệt ngươi, lại hủy diệt cái thế giới này. Phía trên quỷ trảo phát ra một tiếng hét giận dữ, sau đó vẫn trốn vào hư vô. Đối với cửu U Ma Thần mà nói, một hơi thời gian đều đủ để chạy trốn vô số. Giết tất cả mọi người bên trong vùng không gian này có lẽ không muốn một hơi thời gian. Nhưng chính là trong nháy mắt, hư không liệt phùng liền có thể khép kín, một khi khép kín, hắn muốn đuổi kịp Âm Minh sẽ rất khó. Cuối cùng, cửu U Ma Thần quỷ trảo rời đi, dù là cách nhau vạn dặm, Tiêu Phàm bọn hắn cũng phát hiện bản thân sớm mồ hôi đã chảy ướt lưng, vừa nãy bọn hắn liền tại quỷ môn quan đi một vòng. Âm Minh tiền bối, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hai mắt đỏ bừng vô cùng, trong lòng kính nể đối với Âm Minh. Vì cứu bọn hắn, Âm Minh dốc hết toàn lực đem cửu U Ma Thần đưa vào bên trong hư không liệt phùng, Tiêu Phàm biết rõ Âm Minh chỉ là vì cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn mà thôi. Hiện tại, Tiêu Phàm thiếu nhất chính là thời gian, hắn hận không thể lập tức đột phá chiến thần, đem cửu U Ma Thần dẫm ở dưới chân. Phu quân, tiểu ma nữ gắt gao ôm cánh tay Tiêu Phàm, yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó đột nhiên nâng con ngươi nhìn về phía nơi xa. Nơi đó đang có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà đến, Tiêu Phàm vội vàng lách mình bay qua. Chương 1447, Hồn Quy Lai Hề. Bên trong một cái sơn cốc, Tiêu Phàm ngồi ở trên một khối thạch đầu khôi phục linh hồn chi lực, hắn thỉnh thoảng cảm ứng vị trí nhục thân, nhưng mà lại phát hiện căn bản không liên lạc được nhục thân.
hắn còn rõ ràng nhớ kỹ bất an trong lòng thời điểm linh hồn ly thể, mỗi lần nghĩ đến loại cảm giác này Tiêu Phàm liền cau mày. Phu quân, Sở Tiền Bối bọn hắn tỉnh. Lúc này, tiểu ma nữ đi đến bên người Tiêu Phàm nói ra. Ở sau lưng nàng còn đứng Sở Thiên Minh cùng mười mấy người còn sống, sắc mặt bọn hắn không phải rất tốt, hiển nhiên đều là lo lắng an nguy Âm Minh. Mọi người yên tâm, Âm Minh tiền bối khẳng định không có việc gì. Tiêu Phàm nói, cách trận chiến của Âm Minh cùng cửu U Ma Thần tuyệt thế đã qua vài ngày thời gian, Âm Minh đem Sở Thiên Minh bọn hắn đưa đến bên cạnh mình, liền đem cửu U Ma Thần dẫn vào bên trong hư không. Sở Thiên Minh bọn hắn gật đầu, bọn hắn cũng hy vọng Âm Minh sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu lão đệ, đây là Âm Minh tiền bối kêu ta cho ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, Sở Thiên lấy ra một mai ngọc thạch đưa cho Tiêu Phàm. Đây là, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lúc nhất thời không nhận ra lai lịch ngọc thạch này. Ngọc thạch toàn thân hình thoi, trong suốt bóng loáng, tản ra một tầng ánh sáng màu trắng sáng, cho người ta một loại cảm giác thập phần ôn hòa. Cái này chẳng lẽ là chỉ xích thiên nhai chi tâm? Ta liền nói ta làm sao chính là không thể luyện hóa chỉ xích thiên nhai. Tiểu ma nữ đột nhiên kích động nói ra, trong mắt lóe lên ánh sáng. Phu quân, có lẽ những người chết đi còn có thể cứu. A, Tiêu Phàm kích động nhìn tiểu ma nữ. Tiểu nữ oa, ngươi nói thực, Sở Thiên Minh bọn hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống bọn hắn, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Không sai, chỉ cần có thể cứu sống người chết đi, mối thù cùng hồn tộc chúng ta sẽ bỏ qua. Những người khác cũng nhao nhao kêu to lên. Phu quân, các vị tiền bối, các ngươi nên biết rõ tính đặc thù chỉ xích thiên nhai. Ở chỗ này linh hồn chi thể là vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Kỳ thật, dù là linh hồn nát, chỉ cần không gặp công kích hủy diệt, linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Tiểu ma nữ gật đầu giải thích nói. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên. Một lão già kích động không biết làm sao. Tiểu ma nữ lại lộ ra vẻ khó coi, hít sâu một cái nói. Muốn cứu bọn hắn cũng không phải không có tiền đề. Thứ nhất, mệnh cách bọn hắn vẫn tồn tại bên trong vùng không gian này. Thứ hai, mảnh vỡ linh hồn bọn hắn không có tiêu tán. Nghe vậy, sắc mặt những người khác nghiệt ra, bất quá Tiêu Phàm lại cực kỳ quyết đoán nói ra. Tiểu ma nữ, luyện hóa nó, vô luận như thế nào đều thử xem. Ta luyện hóa, tiểu ma nữ chỉ bản thân, nàng vốn là muốn cho Tiêu Phàm luyện hóa. Đương nhiên là ngươi, ngươi là công chúa hồn tộc, tương lai là người thừa kế tộc trưởng hồn tộc. Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, hắn đem hồn tộc chi tâm cho tiểu ma nữ, tự nhiên cũng là có tư tâm. Thứ nhất, hồn tộc vốn là rất đặc thù, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không từ bỏ, nếu như có thể để tiểu ma nữ trở thành tộc trưởng, đó là không thể tốt hơn. Thứ hai, chỉ xích thiên nhai vốn chính là thuộc về hồn tộc, nếu như hắn luyện hóa ngược lại có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, cho tiểu ma nữ vậy liền giá trị hoàn toàn không giống. Tiểu nữ oa, còn lề mà lề mề làm cái gì, các ngươi không phải vợ chồng trẻ à, ai luyện hóa đều là giống nhau thôi. Một hắc bào lão giả hơi không kiên nhẫn nói. Sắc mặt tiểu ma nữ đỏ lên, mang theo ngượng ngùng, cuối cùng vẫn tiếp nhận ngọc thạch trong tay Tiêu Phàm, gật đầu nói. Ta đây liền luyện hóa, nói làm liền làm, tiểu ma nữ bắt đầu luyện hóa chỉ xích thiên nhai chi tâm, Tiêu Phàm bọn hắn ngay ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Tiểu ma nữ là hồn tộc, hơn nữa được hồn tộc truyền thừa, tốc độ luyện hóa ngược lại cũng không chậm, vẻn vẹn dùng 3 ngày mà thôi. Bất quá 3 ngày này, Tiêu Phàm lại càng ngày càng khẩn trương, hắn thử nghiệm nhiều lần liên hệ nhục thân. Lại căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại. Loại cảm ứng giữa linh hồn cùng nhục thân làm lại biến mất đây, chẳng lẽ nhục thân xảy ra việc ngoài ý muốn? Tiêu Phàm cau mày, nếu như nói có ai có thể đoạn tuyệt nhục thân hắn, khả năng lớn nhất chính là U Linh Chiến Hồn, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, cho dù bất luận kẻ nào phản bội bản thân, U Linh Chiến Hồn tất nhiên sẽ không. U Linh Chiến Hồn sớm đã cùng hắn hòa làm một thể, linh hồn Tiêu Phàm diệt vong, mệnh cách tiêu tán. Đối với U Linh Chiến Hồn cũng sẽ tạo thành tổn thương rất lớn. Mặc dù U Linh Chiến Hồn sinh ra một tia linh trí, nhưng còn không bằng một hài nhi bi bô tập nói, căn bản không có khả năng chiếm lấy nhục thân hắn. Tiêu Phàm trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra chỗ nào xảy ra vấn đề. Nếu quả thật là nhục gân xảy ra vấn đề, khả năng lớn nhất chính là thời điểm thi thể thí thần thú mở ra thần cung, U Linh Chiến Hồn luyện hóa sức mạnh thân thể nó. Nếu như chiến thần điện động tay động chân trên thi thể thí thần thú. Lông mày Tiêu Phàm vặn thành một chữ xuyên. Nếu như nói U Linh Chiến Hồn xảy ra vấn đề, cũng chỉ có khả năng này. Oanh long long, đột nhiên, bốn phía một trận nổ vang, giữa thiên địa không ngừng rung động, suy nghĩ Tiêu Phàm bị kéo trở về, khi hắn nhìn thấy biến hóa bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
chỉ thấy sông núi nguyên bản trở thành một vùng phế tích đột nhiên nhanh chóng biến hóa, hố to lấp đầy, liệt vùng khôi phục, trong phút chốc chính là Thương Hải tang điền. Những phế tích rất nhanh mọc ra từng mảnh trồi non nhanh chóng sinh trưởng, biến thành từng khỏa mầm non, khỏe mạnh trưởng thành. Cái này, các đại trưởng lão hồn tộc nhìn trợn mắt hốc mồm, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng một màn này. Cải biến sông núi mặt đất, đây thực sự là nhân lực làm sao? Cho dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Tiêu Phàm bọn hắn lại coi như bình tĩnh, tiểu ma nữ hiển nhiên là luyện hóa chỉ xích thiên nhai có thể thao túng dễ dàng tất cả nơi này là việc rất bình thường. Liền tựa như Tiêu Phàm, hắn cũng có thể tùy ý điều khiển tất cả bên trong tiểu thiên địa, ở chỗ này, tiểu ma nữ chính là chúa tể. Tiểu ma nữ xếp bằng ở trên một mảnh cỏ, quanh thân bao phủ một tầng thất thải hà mang, nàng rõ ràng đứng ở đó lại tựa như cách xa nhau ngàn vạn thế giới, không phải chân thực tồn tại. Chỉ thấy trong miệng nàng nói lẩm bẩm, đám người căn bản nghe không hiểu, bất quá bọn hắn biết rõ cái kia nhất định là cổ lão chú ngữ hồn tộc. Chỉ một thoáng, đám người chỉ cảm thấy một cỗ linh hồn lực lượng vô cùng bàng bạc từ bọn trên người nàng quét sạch ra, hướng về thiên địa tứ phương lan tràn đi, dưới cỗ lực lượng này, bọn hắn đều cảm thấy bản thân thập phần nhỏ bé. Hồn quy lai hề, hồi lâu, tiểu ma nữ rốt cục phun ra một câu làm tất cả mọi người nghe hiểu được, chân trời gió xoáy vân dũng, biến một mảnh đen kịt, có thể nhìn thấy từng đạo hào quang từ thiên địa tứ phương mãnh liệt mà tới. Những hào quang này nhanh chóng tổ hợp cùng một chỗ, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí bốn phía, bên trong tất cả ánh mắt mọi người kinh hãi, những hào quang này vậy mà hội tụ thành từng đạo bóng người. Thôi lão quái, trong đó một lão già kêu sợ hãi, nhận ra người kia, trong con ngươi đờ si ngầu hiện ra lệ quang, những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, chiến hữu bọn hắn vậy mà thực sống. Không nên quấy rầy nàng. Sở Thiên Minh làm ra một cái thủ thế im lặng, những lão giả kia vội vàng đóng chặt miệng, bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhìn chiến hữu chết đi phục sinh, căn bản sẽ không quan tâm. Có lẽ, năm đó Tu La Điện chủ bọn hắn đem đầu lâu cửu U Ma Thần phong ấn ở chỗ này, đã sớm nghĩ đến hôm nay. Tiêu Phàm nghĩ thầm, tại nơi khác, linh hồn chết đi muốn phục sinh là căn bản không có khả năng, nhưng chỉ xích thiên nhai lại cực kỳ huyền diệu, linh hồn chi thể ở chỗ này đều có thể vĩnh viễn sinh tồn, có thể phục sinh tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ tới càng nhiều, nắm giữ chí bảo chỉ xích thiên nhai dạng này, hồn tộc lại làm sao có thể đơn giản. Chương 1448, tàn niệm chiến thần điện chủ. Trong mây, ba đạo thân ảnh đuổi nhau, tốc độ bọn họ rất nhanh, chớp mắt chính là hơn trăm dặm, người bình thường căn bản khó mà bắt được bóng dáng bọn hắn. Buông nhục thân Tiêu lão đại xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đây là thanh âm Thạch Thánh. Ngay sau đó lại truyền tới thanh âm Tiểu Kim gầm thét, hai cái tiểu gia hỏa không ngừng đuổi theo thân thể Tiêu Phàm, nếu như không phải sợ xuất thủ làm bị thương nhục thân Tiêu Phàm, hai người đã sớm ngăn thân thể Tiêu Phàm lại. Đáng tiếc, bọn hắn không dám ra tay đánh nhau, nếu như hủy nhục thân Tiêu Phàm, sự tình khả năng liền phiền phức. Tại sao lại trở lại tại chỗ? Thạch Thánh cúi người nhìn phía dưới sông núi một cái, nhỏ giọng thầm thì nói. Dạng này cũng tốt, hắn không có khả năng mang theo nhục thân Tiêu lão đại thoát đi nơi này. Nhưng mà, đúng lúc này nhục thân Tiêu Phàm đột nhiên hướng về hư không đấm tới một quyền, hiển nhiên hắn là muốn phá không thoát khỏi nơi này. Chỉ xích thiên nhai mặc dù là một kiện thần binh cường đại, nhưng ở tình huống không người điều khiển, cùng không gian bí cảnh không khác nhau. Chiến thánh cảnh đỉnh phong muốn phá vỡ hư không còn có thể làm đến. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tốt, Thạch Thánh kêu sợ hãi, thi triển cực tốc nhào lên, một quyền hướng về thân thể Tiêu Phàm hung hăng đập tới, nếu như đối phương mang theo thân thể Tiêu Phàm tiến vào bên trong hư không liệt phùng, vậy coi như thật phiền phức. Chờ linh hồn chi thể Tiêu Phàm trở về, bọn hắn không dám cùng Tiêu Phàm bàn giao. Tiêu Phàm quay đầu tà tà cười một tiếng. Lạnh lùng nhìn Thạch Thánh cùng Tiểu Kim một cái, khống chế cỗ thân thể này vài ngày, hắn đã chậm rãi thích ứng. Oanh, hư không rung động, một đạo hư vô liệt phùng chậm rãi xuất hiện, thân thể Tiêu Phàm lách mình liền hướng lấy hư không liệt phùng phóng đi. Ba, cũng đúng lúc này, một đạo quang trảo to lớn lăng không xuất hiện ở trước người hắn, tốc độ kia giống hệ tuấn di, ý cười trên mặt Tiêu Phàm cứng đờ. Quang trảo đến rất nhanh, trực tiếp đập vào phía trên ngực hắn, chấn lục phủ ngũ tạng sôi trào không thôi. Trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiểu Kim, tốt lắm. Nắm đấm Thạch Thánh cũng vừa lúc đến, hung hăng hướng về ngực Tiêu Phàm đập tới. Muốn mang nhục thân Tiêu lão đại đi, không có cửa. Đã muốn chạy, chúng ta liền phế ngươi, chờ Tiêu lão đại trở về nghĩ biện pháp. Bành một tiếng,
Thạch Thánh một quyền bá đạo đánh vào ngực Tiêu Phàm, toàn bộ LNG ngực đều sụp đổ xuống, lục phủ ngũ tạng gần như vỡ vụn. Nếu là người bình thường đoán chừng đã sớm chống đỡ không nổi, nhưng thân thể Tiêu Phàm biết bao cường đại, quả thực là kháng trụ một kích toàn lực của Thạch Thánh. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng ngăn ở trước mặt Thạch Thánh, tựa như không nguyện ý trọng thương nhục thân Tiêu Phàm. Tiểu Kim, nếu hắn mang theo nhục thân Tiêu lão đại chạy, về sau khả năng cũng không tìm được nữa, Tiêu lão đại cũng sẽ chết, hiện tại phế hắn, tối đa cũng liền để hắn không thể động mà thôi, ngươi không phải nói Tiêu lão đại là luyện dược sư à, hắn khẳng định có biện pháp chữa cho bản thân. Thạch Thánh vội vàng nói, nó nói không sai, nếu như Tiêu Phàm trốn vào bên trong hư không liệt phùng, bọn chúng muốn đuổi kịp Tiêu Phàm là không có khả năng. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ, khẽ gật đầu, hai tiểu gia hỏa lần nữa nhìn về phía thân thể Tiêu Phàm. Đáng chết, trong thân thể Tiêu Phàm truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu, rất hiển nhiên, chủ nhân thanh âm chính là người khống chế nhục thân Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này khẳng định có thể nhận ra, cái này không phải chính là thanh âm điện chủ chiến thần điện sao. Giận mắng một tiếng, hắn lau lau máu tươi khóe miệng, không nghĩ tới Tiểu Kim cùng Thạch Thánh vậy mà thực hạ thủ. Mặc dù hắn khống chế nhục thân Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm rời đi đã phong ấn tiểu thiên địa bản thân, hắn căn bản là không có cách điều động lực lượng bên trong tiểu thiên địa. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tiêu Phàm nắm giữ tiểu thiên địa, thời khắc ý thức hắn thức tỉnh liền đã xuất hiện ở bên trong thần cung Tiêu Phàm. Chiến thần điện chủ sớm tại hàng vạn năm trước, ngay trên thi thể thí thần thú lưu lại một sợi tàn niệm ngủ say. Chỉ cần có người chiếm lấy thân thể thí thần thú hắn liền sẽ chậm rãi tỉnh dậy, sau đó thừa cơ chiếm lấy nhục thân đối phương. Không thể không nói, điện chủ chiến thần điện tính không bỏ sót, kém chút liền thành công, bởi vì lực lượng một sợi tàn niệm dù là đi qua trên vạn năm vẫn không kém gì chiến thần cảnh. Nguyên bản hắn coi là sợi tàn niệm bản thân có thể tùy tiện khống chế nhục thân người trộm lấy thi thể thí thần thú, nhất là thời điểm hắn tỉnh lại vậy mà không có nhìn thấy bất luận linh hồn ý chí ngăn cản, càng làm cho hắn thêm tự tin. Linh hồn Tiêu Phàm không thấy, nhưng lại nhìn thấy linh hồn U Linh chiến hồn thí thần thú. Nhìn thấy U Minh chiến hồn, cái này cũng trong hắn dự kiến, hơn nữa hắn sớm đã chuẩn bị cùng linh hồn thí thần thú cùng U Linh chiến hồn chiến một trận. Nhưng mấu chốt là U Linh chiến hồn hiện tại là thần phẩm, uy lực tương đương với thần giai, coi như không phải đối thủ sợi tàn niệm hắn, nhưng áp chế nó vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân tàn niệm chiến thần điện điện chủ không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực. Hắn khống chế thân thể Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn tương đương với chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Bây giờ bị Tiểu Kim cùng Thạch Thánh áp chế, trong lòng hắn thực vô cùng biệt khuất, thế nhưng lưu ở chỗ này hắn cũng không thể nào là đối thủ Tiểu Kim cùng Thạch Thánh. Cho nên, suy nghĩ thứ nhất tàn niệm chiến thần điện điện chủ chính là chạy, trước rời đi nơi này rồi nói, dù sao thi thể và linh hồn thí thần thú đều ở bên trong thân thể, nhất định là chạy không thoát. Mục tiêu sợi tàn niệm hắn vốn chính là dùng để tính toán linh hồn thí thần thú. Nghĩ vậy, tàn niệm chiến thần điện điện chủ thi triển toàn lực hướng về nơi xa bỏ chạy, lúc kéo ra khoảng cách Tiểu Kim cùng Thạch Thánh bọn hắn, hắn một quyền oanh đi lên, vẫn muốn mượn hư không liệt phùng đào tẩu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ năng lượng huyền diệu ba động từ đằng xa cuốn tới, trong nháy mắt khắp bố trí cả vùng không gian, hiển nhiên nguyên nhân là Diệp Thi Vũ luyện hóa chỉ xích thiên nhai. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tàn niệm chiến thần điện điện chủ khống chế thân thể Tiêu Phàm một quyền hung hăng đánh trên hư không. Trên mặt hắn lần nữa lộ ra ý cười dữ tợn. Nhanh, đừng để hắn chạy. Thạch Thánh ra sức kêu to, thần sắc vô cùng nóng nảy. Tiểu Kim cũng chẳng tốt đẹp gì, thân hình thu nhỏ, tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi có thừa. Bản điện chủ muốn đi, ai có thể ngăn được. Tàn niệm chiến thần điện điện chủ khịt mũi coi thường, một mặt ngạo nghễ mở miệng nói. Nhưng mà sau một khắc, thần sắc hắn trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, bởi vì hắn đấm ra một quyền. Hư không căn bản không nhúc nhích. Không có khả năng, hắn không cam lòng gầm thét, lại oanh ra mấy quyền, hư không xác thực vững như Thái Sơn, cả gợn sóng đều không có, lại càng không cần phải nói vỡ nát hư không. Oanh, bành, cũng đúng lúc này, móng vuốt Tiểu Kim cùng nắm đấm Thạch Thánh đã đi tới trên người hắn, thân thể Tiêu Phàm truyền đến từng đợt thanh âm nứt xương. Chạy, ta cắt ngang chân ngươi, xem ngươi chạy chỗ nào. Thạch Thánh phẫn nộ gầm thét, một quyền nện ở trên đùi Tiêu Phàm. Còn có tay ngươi, ta cũng bẻ gãy. Còn có kinh mạch, ta tạm thời cũng phế. Thạch Thánh từng quyền oanh ra, khẩn thiết thấy máu, chiêu chiêu xương gãy, xuất thủ không phải tàn nhẫn bình thường. Tiểu Kim đợi ở một bên, thập phần không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, mặc dù là điện chủ chiến thần điện khống chế nhục thân Tiêu Phàm, nhưng nhục thân vẫn là Tiêu Phàm. Bất quá hắn cũng không ngăn cản,
nếu để cho đối phương mang theo nhục thân tiêu phàm đào tẩu, còn không bằng phế hắn, trở về lại nghĩ biện pháp chữa trị thân thể. Sau nửa ngày, thân thể tiêu phàm rốt cục tê liệt ngã xuống trong một mảnh phế tích, đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi, điện chủ chiến thần điện phát ra thanh âm kêu thê lương thảm thiết. Ngươi nghiệt xúc, bản điện chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng, chiến thần điện điện chủ hét giận dữ một tiếng, bị một cỗ đại lực bước ra thần cung tiêu phàm, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngay sau đó, U Linh chiến hồn hiện lên ở bên ngoài thân tiêu phàm, bảo vệ nhục thân tiêu phàm. Chương 1449, ta nhạy bén. Nơi xa mấy vạn dặm, tiêu phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong miệng tự lẩm bẩm. Tại sao ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên? Hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, luôn cảm giác toàn thân run rẩy, về phần chỗ nào xảy ra vấn đề hắn lại không rõ ràng. Chẳng lẽ là nhục thân xảy ra vấn đề? Tiêu phàm trầm ngâm, quay đầu lần nữa nhìn về phía chân trời. Nơi đó, từng đạo quang ảnh hiển hiện, ngưng tụ thành vô số cỗ linh hồn chi thể, bóng người chung quanh đã nhiều đến hơn 100 người. Sở Thiên Minh bọn hắn sớm đã lệ nóng doanh trọng, có ít người đã bị hồn thiên bọn hắn giết chết mấy trăm năm, vậy mà thực lần nữa xuất hiện, cái này khiến bọn hắn như thế nào không kích động. Thời gian chậm rãi trôi qua, dòng dã qua 5 ngày, Diệp Thi Vũ mới dừng lại, nàng tựa như không biết mỏi mệt, 5 ngày phục sinh 120 linh hồn chi thể. Tăng thêm Sở Thiên Minh bọn hắn 10, 20 người. Chiến thần cảnh linh hồn chi thể đã nhiều đến hơn 140 người, cửu trưởng lão hồn tộc bọn hắn đã sớm nhìn đến mắt trợn tròn. Hơn ngàn năm thời gian, bọn hắn nào thấy qua nhiều chiến thần cảnh như vậy, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thi Vũ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Sở Thiên Minh bọn họ nói. Các vị tiền bối, ta đã tìm khắp chỉ xích thiên nhai, người có thể sống, ta đều phục sinh, nếu như còn có những người khác. Tiểu nữ tử chỉ có thể xin lỗi. Nói đến đây, Diệp Thi Vũ khẽ khom người, những người kia đều là bởi vì hồn thiên mà chết, cùng hồn tộc cũng thoát ly không can hệ, một lễ này nàng là phát ra từ nội tâm. Em dâu à, cái này cũng không trách ngươi, có thể phục sinh hơn 100 người, ngươi đã hết sức, thù những người khác, chúng ta sẽ tìm hồn thiên báo. Sở Thiên Minh lắc lắc đầu nói, xưng hô đối với Diệp Thi Vũ đều biến. Sở lão quỷ nói không sai, chúng ta có ân báo ân, có thù báo thù. Ân người chúng ta nhớ kỹ, về phần hồn thiên, chúng ta chắc chắn để hắn chết không có chỗ chôn. Chúng ta cùng hồn tộc ân oán xóa bỏ, bất quá ân tiểu nữ oa ngươi, chúng ta nhớ kỹ, trở về sau có cơ hội lại báo. Người sống sót, đem một phần người chết đi về, không nên để cho bọn hắn thất vọng. Đám người nhìn về phía Diệp Thi Vũ cùng hồn tộc thất trưởng lão ánh mắt cũng không còn cừu hận như vậy, nhất là ánh mắt nhìn về phía Diệp Thi Vũ còn tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy một màn này. Tiêu phàm trên mặt cũng lộ ra ý cười, hắn biết rõ cũng không phải là chỉ có tu la nhất mạch bọn hắn đang đối kháng với chiến thần điện, còn có rất nhiều người cùng chung chí hướng. Tiêu phàm ngược lại không có nghĩ tới để bọn hắn hồi báo cái gì, về sau nếu như có thể đứng ở cùng một chiến tuyến, đây chính là hồi báo to lớn nhất đối với hắn. Tiêu lão đệ, em dâu, ma đầu phá phong, chúng ta lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Hồi lâu, toàn trường an tĩnh lại. Sở Thiên Minh đột nhiên mở miệng nói. Mọi người rời đi nơi này, có thể hay không? Tiêu phàm lo lắng nói. Tại chỉ xích thiên nhai, linh hồn chi thể bọn hắn có thể bình thường tồn tại, chỉ khi nào rời đi nơi này là sẽ nhanh chóng tiêu tàn a. Yên tâm, chúng ta không sao. Sở Thiên Minh cười cười. Ta tại thiên vực sở ra chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta nhất định không say không về, ha ha. Dứt lời, thân ảnh Sở Thiên Minh đột nhiên hướng về không trung bay đi, tựa như không bị khống chế. Vọt thẳng bên trong hư vô, quanh thân Sở Thiên Minh đột nhiên phóng từng đạo thất thải quang mang. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao đạp không mà lên, quanh thân hiện lên từng đạo thất thải quang choáng, hướng về tứ phương bay đi. Tiêu lão đệ, cáo từ, thanh âm Sở Thiên Minh từ trên cao truyền đến, nhanh chóng hướng về trong hư không bay đi. Chờ đã, Tiêu phàm kêu to, tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đáng tiếc, Sở Thiên Minh căn bản không nghe được Tiêu phàm nói. Bắn vào trong hư không trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Phu quân yên tâm, trên người bọn hắn có thiên hữu mệnh quang, sẽ an toàn trở lại bên trong nhục thân bọn hắn. Diệp Thi Vũ nhìn thấy Tiêu phàm lo lắng, nhu tình cười nói. Tiêu phàm cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Ta cũng không phải là lo lắng bọn hắn sẽ có vấn đề, mấu chốt là mẹ ta bây giờ là gia chủ cổ tộc sở gia, chờ Sở Thiên Minh trở lại sở gia, ai biết rõ có thể phát sinh hiểu lầm gì đó hay không. Diệp Thi Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc,
nàng chỗ nào biết mẹ Tiêu Phàm lại là gia chủ Sở gia. Sở Thiên Minh làm người ta vẫn tin tưởng, chí ít sẽ không hại mẹ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng, Thi Vũ, ngươi hiện tại đã luyện hóa chỉ xích thiên nhai, thay ta tìm nhục thân, ta cảm giác nhục thân xảy ra vấn đề. Ai dám tổn thương nhục thân ngươi, ta diệt hắn. Đôi mắt Diệp Thi Vũ đập một cái, một cỗ sát khí ngút trời từ trên người nàng bộc phát ra. Bảy vị hồn tộc trưởng lão cảm nhận được sát khí trên người Diệp Thi Vũ, toàn thân mãnh liệt run rẩy lên, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thi Vũ bình thường ôn nhu khả nhân vậy mà cũng có một mặt hung lệ như thế. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, trước tìm tới nhục thân ta rồi nói. Tiêu Phàm nhu tình cười nói, nhìn thấy tiểu ma nữ bá khí, hắn lại nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy thần sắc Diệp Thi Vũ. Tốt, Diệp Thi Vũ gật đầu, lập tức hồn lực nàng phô thiên cái địa quét sạch ra, chỉ cần là bên trong chỉ xích thiên nhai liền chạy không thoát. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, ánh mắt Diệp Thi Vũ liền lấp lóe một cái, trong mắt bắn ra một cỗ lăng lệ sát khí. Tìm ra rồi, nhanh mang ta tới, Tiêu Phàm vội vàng nói, hắn không muốn nhục thân xảy ra vấn đề gì, đến thời điểm hối hận khả năng liền phiền phức. Diệp Thi Vũ gật đầu, đưa tay một chiêu, đám người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, vẻn vẹn một hai cái hô hấp bọn hắn liền xuất hiện ở một vùng thung lũng khác. Thi Vũ tỷ, đây quả thực là thuấn gì đó. Sở Phiền kinh ngạc nói, hai cái hô hấp mấy vạn dặm, tốc độ này quá là đáng sợ. Diệp Thi Vũ lại không có để ý tới, ở chỉ xích thiên nhai nàng chính là chúa tể, vô luận đi nơi nào cũng chỉ là hô hấp mà thôi. Con ngươi nàng lại nhìn chằm chằm bên trong sơn cốc, sát khí băng lãnh nở rộ mà ra, lập tức nàng đưa tay vung lên, sơn cốc bỗng nhiên biến hóa, tựa như một ngọn núi sinh trưởng đi ra. Ai, một tiếng quát như sấm từ trong sơn cốc truyền đến, sau đó hai đạo lưu quang từ trong rừng phóng lên tận trời, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Một người đá nhỏ lơ lửng giữa không trung, bên người nó là một đầu bạch sắc sư tử, trên lưng còn chở đi một nam tử sắc mặt trắng bạch, chính là Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng nhục thân Tiêu Phàm. Các ngươi ai làm tổn thương phu quân ta? Diệp Thi Vũ lạnh lùng nhìn Tiểu Kim cùng Thạch Thánh nói, nếu như Tiểu Kim biến thành Hoàng Kim sư tử, nàng có lẽ còn có thể nhận ra. Nhìn thấy nhục thân bản thân trên lưng Tiểu Kim, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, nào còn có mảy may nhân dạng. Hắn không cách nào tưởng tượng nhục thân bản thân đến cùng trải qua cái gì. Tiêu lão đại, người rốt cục trở về. Thạch Thánh nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức kích động kêu lên. Phu quân, các ngươi biết nhau. Diệp Thi Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể trong nháy mắt biến thành hoàng kim sắc, ánh mắt Diệp Thi Vũ sáng lên, lách mình xuất hiện ở bên người Tiểu Kim, vuốt ve đầu Tiểu Kim nói. Ngươi là Tiểu Kim gật đầu, nhắm mắt lại hưởng thụ. Thân mật chắp chắp đầu Diệp Thi Vũ, đừng nhìn Tiểu Kim hiện tại đã là cửu giai đỉnh phong, nhưng tâm tính nó vẫn chỉ là một hài tử. Thạch Thánh, Tiểu Kim, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm lại không có tính tình tốt như vậy, quát lên. Hắn nhìn nhục thân bản thân đã đại khái đoán được cái gì, trên người hắn có nguyên một đám quyền ấn rất nhỏ, rõ ràng là bị Thạch Thánh đánh. Tiêu lão đại, có người xâm chiếm nhục thân ngươi, muốn đem nhục thân ngươi rời khỏi nơi này, cho nên ta liền cắt ngang tay chân ngươi. Làm hắn chạy không được, thế nào, ta nhạy bén không? Thạch Thánh một mặt đắc ý nhìn Tiêu Phàm nói. Chương 1450, chậm đã. Nghe thấy Thạch Thánh nói, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, nhất là một câu kia ta cắt ngang tay chân ngươi để hắn chạy không được, càng là kém chút làm Tiêu Phàm tức hộc máu. Đây chính là nhục thân ta đó, ngươi để hắn không chạy được cũng không cần ra tay ác như vậy chứ, phong ấn tu vi hắn không được sao? Nhìn thấy Thạch Thánh một mặt đắc ý, Tiêu Phàm hận không thể một cái tát chết nó. Bất quá vừa nghĩ tới cường độ nhục thân gia hỏa này, Tiêu Phàm vẫn nhịn xuống, có thể đem nhục thân hắn đánh thành dạng này, chiến thánh cảnh đoán chừng cũng chỉ có tiểu gia hỏa này. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, bản thân khi đó vì sao sẽ toàn thân run rẩy, nguyên lai là tiểu gia hỏa cuồng đánh nhục thân mình. Nhìn nhục thân bản thân, linh hồn Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không dám về thể, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận thống khổ nhục thân mang đến. Ngươi nói có người xâm chiếm nhục thân ta, cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm cố nén lửa giận trong lòng, nói tránh đi. Là như thế này, Thạch Thánh đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, Tiêu Phàm cau mày, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn nhớ thanh âm người kia không? Tiêu Phàm hỏi, không đợi Thạch Thánh mở miệng, lại khoát tay một cái nói. Linh hồn ta về thể liền sẽ biết rõ. Nói ra câu nói này, Tiêu Phàm lại hít sâu mấy hơi, lúc này mới hướng về mi tâm nhục thân bay đi.
Ttt, lúc linh hồn trở về cơ thể trong nháy mắt, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, thể nội kinh mạch đứt gãy, tay chân bẻ gãy, thống khổ thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn xương cốt vỡ vụn không ít, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng Thạch Thánh đến cùng có bao nhiêu hung ác, nhục thân hắn đã không kém gì thần binh rồi đó. Cố chịu lấy thống khổ mãnh liệt, Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển bất hủ chi lực, điều động lực lượng bạch thạch khôi phục nhanh chóng lấy thương thế thân thể. Công chúa, ta đây có một mai cửu phẩm long lực đan, có lẽ đối với thương thế Tiêu công tử có chỗ tốt. Hồn tộc nhị trưởng lão Hồn Ca đột nhiên đi đến bên người Diệp Thi Vũ cách đó không xa, lấy ra một cái bình ngọc cung kính nói. Long lực đan là thánh dược chữa trị kinh mạch và bổ sung huyết khí, đối với chiến thánh cảnh mà nói đều là vật cực kỳ chân quý, Hồn Ca lúc này cầm ra, hiển nhiên cũng là có ý tứ nịnh nọt Diệp Thi Vũ. Không cần nghĩ cũng biết, chờ rời đi chỉ xích thiên nhai, Diệp Thi Vũ liền không còn là công chúa hồn tộc, mà chân chính là tộc trưởng hồn tộc. Sáu vị trưởng lão khác một mặt hâm mộ nhìn Hồn Ca, đáng tiếc bọn hắn lại không có thánh dược chân quý như thế chữa thương. Vậy thì cảm ơn nhị trưởng lão. Diệp Thi Vũ cũng không có khách khí, tiếp nhận bình ngọc đi đến bên người Tiêu Phàm. Thân thể Tiêu Phàm vẫn nằm trên lưng tiểu kim không ngừng co quắp, tu luyện từng ấy năm tới nay, trừ lần trước tại Vô Song Thánh Thành bị Lôi Thân Điện chủ chiến thần điện gây thương tích, hắn còn chưa bao giờ nhận qua tổn thương nặng như vậy. Diệp Thi Vũ lấy ra một đan dược toàn thân xích hồng, phía trên đan dược lượn lờ một đầu huyết sắc tiểu long, tản ra dược lực bàng bạc, Diệp Thi Vũ đem đan dược nhẹ nhàng nhét vào trong miệng Tiêu Phàm. Long lực đan vào miệng tan đi, Tiêu Phàm cũng không có cự tuyệt, thân thể hắn tổn thương quá nghiêm trọng, cũng may sức khôi phục cực kỳ khủng bố. Như thế qua nửa ngày, Tiêu Phàm miễn cưỡng có thể hành động, khi hắn mở ra hai mắt, trong con ngươi Tiêu Phàm bắn ra hai đạo lợi mang, trong lòng lạnh giọng nói. Hay cho một tên điện chủ chiến thần điện, thật đúng là biết tính toán, nếu như không phải ta có chỗ cảm ứng, chặt đứt tiểu thiên địa, lần này liền thật phiền phức, U Linh, đa tạ ngươi. Ê a. U Linh chiến hồn phát ra một trận thanh âm non nớt. Cái này cũng không trách ngươi, chiến thần điện chủ giấu quá sâu, ngươi tiếp tục mở tích thần cung, chuẩn bị đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm nói ra, sau đó tâm thần rời khỏi thần cung. Phu quân, ngươi không sao chứ? Diệp Thi Vũ quan tâm nói, nàng cũng hết sức kinh ngạc năng lực Tiêu Phàm khôi phục, nếu là những người khác, đoán chừng không mấy tháng là không có khả năng khôi phục, nhưng Tiêu Phàm vẻn vẹn tốn nửa ngày thời gian liền đã có thể hành động tự nhiên. Bất quá theo hồn tộc trưởng lão, đây chỉ là Hồn Ca long lực đan có tác dụng mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm lắc đầu, Diệp Thi Vũ lại hỏi. Phu quân, những hồn thú đó cùng nhân loại tu sĩ là ngươi mang đến. Nơi này đã kết thúc, hiện tại cũng nên rời đi. Tiêu Phàm gật đầu, hắn biết rõ thời gian quý giá, âm minh mặc dù mang đầu lâu cửu U Ma Thần đi, nhưng khẳng định cũng kéo dài không được bao lâu. Hắn hiện tại phải không ngừng mạnh lên, cũng nhanh chóng làm Tu La Điện cường đại. Chuẩn bị sẵn sàng đối mặt đại chiến tương lai, hắn biết, một trận chiến này không miễn được. Giờ phút này, bên trong một mảnh hư vô, một đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua không gian tối tăm, sau nửa ngày thân ảnh mới dừng lại, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, thân ảnh này chính là tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên. Nơi xa, một khỏa thổ hoàng sắc tinh thần to lớn in vào trong tầm mắt Hồn Thiên, trong mắt của hắn đều là vẻ băng lãnh. Muốn tiếp tục đột phá cũng chỉ có tiến về thần kiếp chi địa. Chiến hồn đại lục thần linh chi khí đã sớm bị cắt đứt, chỉ có thần chi kiếp địa mới có cơ hội để cho ta đột phá chiến thần đỉnh phong. Nói đến đây, toàn thân Hồn Thiên tán phóng sát khí đáng sợ. Hừ, đều do danh con kia, làm hỏng chuyện tốt của ta không nói, vậy mà dùng tỏa hồn châu cùng Tu La thần nhãn hủy tu vi ta, người tốt nhất may mắn có thể chết ở bên trong tổ địa, bằng không mà nói, lần sau gặp được, ta để ngươi sống không bằng chết. Hít sâu một cái, Hồn Thiên lần nữa bắn ra. Xông thẳng tới thổ hoàng sắc tinh thần. Lưu Ly Thánh đảo giờ phút này lại phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, bởi vì hôm nay là một ngày cực kỳ trọng yếu. Đại trưởng lão Vinh đăng chức tộc trưởng, tất nhiên sẽ dẫn đầu hồn tộc ta đi về phía huy hoàng. Hồn tộc ta sở dĩ không ngừng suy yếu chính là không có tộc trưởng dẫn đầu chúng ta, bây giờ cửu đại trưởng lão vẫn lạc, trừ đại trưởng lão, còn có ai có thể đảm nhiệm hồn tộc tộc trưởng. Không sai, hơn nữa đại trưởng lão hứa hẹn. Bởi vì lần này hồn tộc tổn thất nặng nề, về sau qua 10 năm liền mở tổ mộ một lần, lớn mạnh hồn tộc ta. Một cái quảng trường rộng lớn tụ mãn tu sĩ hồn tộc, dòng dã cùng nhau đứng ở đó, tựa như đang chờ đợi người nào đó đến. Bất quá so với ngày xưa, tu sĩ hồn tộc lại giảm rất nhiều, có không ít người chết ở phía dưới cỗ hồn lực phong bạo hủy diệt, còn có không ít người còn lưu tại bên trong chỉ xích thiên nhai.
Phía trên quảng trường bày biện một cái tế đàn to lớn đạt đến mấy chục trượng, bậc thang phía trước tế đàn phủ lên thảm đỏ, hai bên thảm đỏ đứng đầy tu sĩ hồn tộc. Trong đám người đứng đấy một đạo thân ảnh thập phần không đáng chú ý, cả người lộ ra thập phần tiểu tụy, nàng không phải ai khác, chính là Trầm Huyễn Ngân. Những ngày qua, nàng một mực vì Diệp Thi Vũ chết mà tự trách, không cách nào tự kiềm chế. Đến giờ, một tiếng hét to vang vọng thương khung, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy tầm 10 đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Một người cầm đầu chính là hồn tộc đại trưởng lão Anh Bà Bà, nàng chống hoàng kim quải trượng, đầu đội vương miện, cả người tựa như trẻ mấy chục tuổi, vui vẻ ra mặt nhìn bốn phía. Nàng đợi lấy một ngày này trọn vẹn chờ đợi mấy trăm năm, hiện tại rốt cục không người nào dám ngăn cản nàng, trong lòng vô cùng tự nhiên kích động. Ở sau lưng nàng, dĩ nhiên chính là thập đại trưởng lão tân nhiệm, trên mặt bọn hắn cũng đầy mặt vinh quang, có thể trở thành trưởng lão hồn tộc cũng là mộng tưởng suốt đời bọn hắn. Lúc này, Anh Bà Bà mang theo thập đại trưởng lão mới đứng ở phía trước tế đàn, mặc dù rất muốn duy trì trang nghiêm, nhưng khóe miệng bất chi bất giác hiện ra ý cười. Mời tộc trưởng lên tế đàn. Hai người chủ trì nghi thức tế điện lần nữa hét to, nghe nói như thế, Anh Bà Bà phóng bước chân, chuẩn bị hướng về tế đàn đi đến. Chậm đã, đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh từ đằng xa vang lên, ngay sau đó, mấy cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn về chân trời, lúc này còn dám đứng ra phản đối đại trưởng lão, đây không phải muốn chết sao? Chương 1451, tộc trưởng hồn tộc 1. Nếp uốn da rẻ Anh Bà Bà chen chúc với nhau. Chỗ sâu đáy mắt lóe quang mang lạnh như băng, nàng cũng không để ý tới đạo thanh âm kia mà quay đầu nhìn về phía 10 người sau lưng, trên mặt đều là vẻ không thích. Dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ hồn tộc đã không người có thể phản kháng, nàng không muốn nghe đến bất luận thanh âm phản đối nàng. Cũng khó trách nàng khó chịu như thế, 10 trưởng lão hồn tộc là một tay nàng đề bạt lên, những ngày qua đã cho bọn hắn đầy đủ thời gian xử lý người phản đối, nhưng lúc quan trọng vẫn còn có người như vậy xuất hiện. Anh Bà Bà không nổi trận lôi đình đã coi như là thập phần khách khí. 10 người lại không có để ý tới Anh Bà Bà, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn cái gì đấy, Anh Bà Bà rốt cục nhìn không được nổi giận, vấn đề không giải quyết, các ngươi lại còn dám không nhìn ta. Bọn hắn nhìn ta, những người kia còn chưa mở miệng, không trung phía trên lại truyền tới một đạo thanh âm, nghe được thanh âm này, lỗ tai Anh Bà Bà rung động một cái. Ngay từ đầu cũng không đặt ở trong lòng. Nhưng mà hai cái hô hấp sau, đột nhiên con ngươi Anh Bà Bà co rụt lại, bởi vì nàng nghe ra chủ nhân thanh âm này. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh Bà Bà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía không trung, phía trên không trung đứng đấy tầm 10 đạo thân ảnh, hai người cầm đầu chính là Diệp Thi Vũ một thân quần dài trắng cùng Tiêu Phàm tóc trắng áo bào đen. Sau lưng hai người lại là Sở Phiền, Thạch Thánh, Tiểu Kim cùng thất đại trưởng lão hồn tộc, bọn hắn đạm mạc nhìn Anh Bà Bà như nhìn một thằng hề. Không có khả năng, các ngươi không phải đều chết rồi sao? Anh Bà Bà bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước, đầu như là trống lúc lắc diêu động, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Thi Vũ, ngươi còn sống. Trong đám người, nước mắt trong mắt Trầm Huyễn Ngân lăn xuống, trên mặt tiểu tụy lộ ra vẻ kinh hỉ, đây là nàng vui đến phát khóc. Là công chúa, nàng còn sống. Đám người cũng rối loạn lên, bọn hắn rất rõ ràng Diệp Thi Vũ xuất hiện đại biểu cho cái gì, công chúa hồn tộc còn sống. Tộc trưởng hồn tộc liền không tới phiên đại trưởng lão. Phải biết, lúc ấy để Diệp Thi Vũ trở thành công chúa hồn tộc là thập đại trưởng lão. Hơn nữa còn là bọn hắn nhất trí đồng ý. Làm sao, ngươi ước gì bản cung chết sao? Diệp Thi Vũ ở trên cao nhìn xuống, rất có phong phạm vương giả, tựa như một tôn nữ vương hạ phàm, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm toàn trường. Ta, Anh Bà Bà nhất thời im lặng, ngươi kỳ thật không chỉ muốn bản cung chết, còn muốn thất đại trưởng lão bọn hắn cũng chết. Diệp Thi Vũ mị mị hai mắt, ngữ khí trở nên băng lạnh. Nàng lúc ấy mặc dù bị vây ở bên trong tử sắc quang trụ nhưng nàng cũng tận mắt thấy, thời điểm Tiêu Phàm cố ý để thất đại trưởng lão hồn tộc làm thẻ đánh bạc, Anh Bà Bà mặc dù mặt ngoài phản đối, nhưng trong lòng lại hận không thể mượn tay Tiêu Phàm giết bọn hắn. Bởi vì nếu như thất đại trưởng lão chết, nàng liền trở thành một người độc đại, cho dù trở thành tộc trưởng hồn tộc cũng dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất là nàng không cần tự tay giết chết hồn ca bọn hắn. Mà là mượn danh nghĩa Tiêu Phàm, coi như tu sĩ hồn tộc đối với nàng có ý kiến cũng trách không đến trên đầu nàng. Nghe vậy, hồn ca cùng thất đại trưởng lão đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Anh Bà Bà, tựa như chỉ cần Diệp Thi Vũ ra lệnh một tiếng liền sẽ ra tay đánh nhau. Hiện tại ngươi không lời nào để nói. Diệp Thi Vũ căn bản không cho Anh Bà Bà cơ hội phản bác,
đột nhiên nhìn về phía tu sĩ hồn tộc toàn trường nói. Hồn anh, hãm hại bản cung cùng thất đại trưởng lão hồn tộc, từ hiện tại trở đi, tước đoạt vị trí đại trưởng lão của hồn anh. Hoa, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao một trận, những người đi theo anh bà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn vừa còn trong mây nhưng trong nháy mắt lại rơi vào thung lũng, nhân sinh thật đúng là vô thường. Ngươi chỉ là công chúa hồn tộc, không có quyền tước đoạt đại trưởng lão chi vị của ta, ta thay mặt tộc trưởng, ta lớn nhất toàn bộ hồn tộc. Anh bà nhất thời cấp bách, hai mắt đỏ lên kêu lên. Hôm nay lương thần cắt nhật, hồn tộc cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, hồn ca cả gan, cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng. Hồn ca phía trên không trung đột nhiên xuất hiện ở trước người Diệp Thi Vũ cách đó không xa, hai đầu gối quỳ gối hư không, hướng về Diệp Thi Vũ. Một màn này làm tu sĩ toàn trường đều kinh ngạc không thôi, nếu như Diệp Thi Vũ kế thừa chức tộc trưởng, trục xuất một trưởng lão chẳng phải là sự tình dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn hồn ca, đầu tiên là long lực đan hiện tại đang duy trì chức tộc trưởng kế thừa Diệp Thi Vũ, nhãn lực người này rất không tầm thường. Cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng, các trưởng lão khác cũng đều phản ứng, cùng nhau quỳ sát bên người hồn ca. Bọn hắn nào còn dám phản kháng? Không nói Diệp Thi Vũ cùng Tiêu Phàm cứu bọn hắn, chính là tỏa hồn châu trên người Tiêu Phàm bọn hắn không chịu đựng nổi. Đương nhiên, càng chủ yếu là Diệp Thi Vũ cứu hơn 100 chiến thần cảnh linh hồn chi thể, không phải người bọn hắn có thể đắc tội. Những người kia có thể không cho người khác mặt mũi nhưng nhất định sẽ cho Diệp Thi Vũ mặt mũi, về sau hồn tộc dưới sự hướng dẫn của Diệp Thi Vũ nhất định hướng đi càng thêm huy hoàng. Các ngươi, anh bà tức đến xanh mặt, chỉ thiếu chút nữa nàng liền có thể trở thành tộc trưởng hồn tộc. Đến thời điểm coi như Diệp Thi Vũ cùng hồn ca bọn hắn đến cũng không làm gì được nàng. Nhưng hiện tại, quyền lợi nàng liền tương xứng với Diệp Thi Vũ, nhưng Diệp Thi Vũ còn có thất đại trưởng lão ủng hộ, liền hoàn toàn không giống. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, tại sao hồn ca bảy người bọn hắn hiện tại sẽ đồng tâm như thế, bên trong trận pháp kia đến cùng trải qua cái gì. Cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng, cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng, cung thỉnh công chúa kế thừa chức tộc trưởng, cũng đúng lúc này. Trên quảng trường đột nhiên truyền đến từng đạo thanh âm chỉnh tề, từng dãy người đều quỳ sát xuống dưới, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Cuối cùng, chỉ có không đến 1/10 người vẫn còn đứng, nhưng có chút không biết làm sao, thậm chí lo lắng. Những người này không hề nghi ngờ đều là người tử chung với anh bà, những người quỳ sát xuống dưới đại bộ phận đều là người thất đại trưởng lão, còn có một chút lại là người trung lập. Những người trung lập đó sở dĩ quỳ xuống là bởi vì bọn hắn cũng không phải là người lưu ly thánh đảo. Bọn hắn đến từ các nơi chiến hồn đại lục cho nên địa vị bên trong hồn tộc cũng không cao. Nhưng hiện tại cơ hội tới, Diệp Thi Vũ cùng bọn hắn một dạng, cũng không phải họ hồn, mà là đến từ chiến hồn đại lục, nếu như nàng có thể trở thành hồn tộc tộc trưởng, bọn hắn khẳng định địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Người chính là như vậy, phần lớn người trước tiên cân nhắc là lợi ích bản thân, hiện tại đáng giá bọn hắn xuất thủ tự nhiên không chút do dự đứng ở bên Diệp Thi Vũ. Diệp Thi Vũ nhìn tu sĩ hồn tộc quỳ rạp dưới đất, hít sâu một cái nói. Mọi người đứng lên đi. Đa tạ tộc trưởng, mấy vạn tu sĩ chăm miệng một lời mở miệng nói, thanh âm vang tận mây xanh. Ta không thừa nhận, ngươi chỉ là người từ bên ngoài đến mà thôi, liên hợp người khác giết trưởng lão hồn tộc, ngươi đáng chết, làm sao có thể trở thành tộc trưởng hồn tộc. Anh bà ra sức gào thét, cả người hoàn toàn phát cuồng. Anh bà, ngươi nói sai, người này không phải ngoại nhân mà là Tu La Điện chủ minh hữu hồn tộc, thất trưởng lão nhiều lần phạm thượng. Mạo phạm công chúa và Tu La Điện chủ, vốn liền đáng chết. Hồn ca cười lạnh nhìn anh bà nói. Nhị trưởng lão nói không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chỉ là một mực bị ngươi và thất trưởng lão che đậy hai mắt. Hồn tộc, cũng không phải là một chủng tộc, mà là chủng tộc chiến hồn đại lục, không có từ bên ngoài đến phân chia. Mặt khác mấy trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng nói, bây giờ có thể đem anh bà đuổi xuống đài, bọn hắn cớ sao mà không làm đây, huống chi đi theo Diệp Thi Vũ cũng không là chuyện xấu. Các ngươi đều chết không yên lành, tộc trưởng hồn tộc ta sẽ không tán đồng ngươi, nguyện ý cùng ta rời đi, hiện tại rời khỏi lưu ly thánh đảo. Anh bà phẫn hận vô cùng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hồn anh cấu kết dị tộc, phản bội hồn tộc, người đâu, lôi xuống. Đột nhiên, Diệp Thi Vũ một mực không nói đột nhiên hét to. Chương 1452, tộc trưởng hồn tộc 2. Vâng, đám người hồn ca thấy thế, tất cả đều cung kính hẳn. Sau đó bỗng nhiên đánh giết mà ra, cái này là cơ hội bọn hắn lập công chuộc tội, biểu hiện tốt một chút, làm sao có thể bỏ lỡ. Bảy người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đem anh bà vây quanh ở trong. Các ngươi làm cái gì? Anh bà phẫn nộ gào thét,
nguyên bản những người chuẩn bị đi theo anh bà rời đi bỗng nhiên ngừng thân hình. Bọn hắn mặc dù trung thành với anh bà nhưng không phải người ngu, giờ phút này đứng ra, tuyệt đối là một con đường chết. Diệp Thi Vũ, người nói ta cấu kết dị tộc, lấy ra chứng cứ đi, người muốn giết ta cũng nên tìm cớ tốt một chút. Anh bà cười lạnh nhìn Diệp Thi Vũ. Chứng cứ, vậy ngươi nghe kỹ, Diệp Thi Vũ đạm mạc cười một tiếng, mặt như băng sương nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi hãm hại phu quân ta, muốn giết điện chủ Tu La Điện, đây là tội thứ nhất. Thất đại trưởng lão bị cưỡng ép, ngươi thờ ơ, càng là muốn mượn đao giết người, mưu hại trưởng lão hồn tộc, đây là tội thứ hai. Bản cung bị nhốt bên trong trận pháp, ngươi rõ ràng biết rõ phương pháp phá giải trận pháp, không cứu bản cung cũng được. Còn cổ động người hồn tộc sát hại bản cung, đây là tội thứ ba. Hãm hại Tu La Điện Chủ, lại âm thầm trợ giúp hồn thiên, trợ trụ vi ngược, mưu hại anh linh chiến hồn đại lục, đây là tội thứ tư. Bốn tội này, mỗi cái đều đủ để xử tử lăng trì ngươi. Diệp Thi Vũ ngữ khí càng ngày càng lạnh, càng nói càng tức giận, nàng không chỉ là muốn báo thù cho Tiêu Phàm cùng bản thân, mà phải báo thù cho những linh hồn chi thể đã chết. Nghe được Diệp Thi Vũ nói, toàn thân anh bà kịch liệt run rẩy. Thần sắc xám như cho. Còn chờ cái gì, giết không tha. Nhìn thấy hồn ca bảy người bất vi sở động, Diệp Thi Vũ lập tức quát lạnh nói. Vâng, hồn ca bảy người lấy lại tinh thần, khí thế chiến thánh cảnh đỉnh phong bộc phát ra giống như đại dương đánh giết mà ra, anh bà mặc dù cường đại nhưng há lại là đối thủ bảy người bọn hắn. Anh bà ra sức phản kích, trong miệng thổ huyết liên tục, vẻn vẹn 20 cái hô hấp thời gian liền tê liệt trên mặt đất, máu me khắp người. Con ngươi màu đỏ tươi ác độc nhìn Diệp Thi Vũ. Diệp Thi Vũ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Anh bà dùng hết khí lực toàn thân gào thét, khí thế đáng sợ từ trên người nàng quét sạch ra. Không tốt, nàng muốn tự bảo. Hồn ca kêu lên sợ hãi, những người khác thấy thế nhanh chóng hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhưng mà chờ đợi mấy tức thời gian khiến đám người rất ngạc nhiên là anh bà vẫn không có tự bảo, thậm chí cỗ khí thế trên người trong nháy mắt uể oải xuống. Lúc bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại nghe được một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Lúc đầu muốn cho ngươi một cái chết thống khoái, nhưng ta hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, ta muốn để ngươi làm quỷ cũng không được. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên từng bước một hướng anh bà. Nghe nói như thế, tu sĩ ở đây không khỏi lạnh run, sát khí trên người Tiêu Phàm dọa bọn hắn sợ hãi không thôi. Lúc đầu từng màn bên trong chỉ xích thiên nhai bọn hắn đều rõ mồn một trước mắt, Tiêu Phàm giết người là cực kỳ quyết đoán. Hôm đó tu sĩ hồn tộc chết ở trên tay hắn vô số kể. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết anh bà tính toán Tiêu Phàm, mặc dù bọn hắn không thích ngoại nhân nhúng tay sự tình hồn tộc, nhưng anh bà trước khi chết đều muốn phản công, muốn tự bạo giết chết tu sĩ hồn tộc, Tiêu Phàm xuất thủ hoàn toàn là cứu bọn hắn đối với Tiêu Phàm lại không dậy nổi lòng cừu hận. Lúc Tiêu Phàm đi tới bên người anh bà, một chỉ bắn ra, một đạo kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt rơi vào trên người anh bà, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Trong mắt anh bà tràn ngập vô tận sợ hãi. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, anh bà hóa thành cho bụi, cái gì cũng đều không lưu lại, tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm biến lại biến. Lúc này, con người Tiêu Phàm đột nhiên quét về phía đám người hồn tộc, cuối cùng không hề nói gì liền lui sang một bên, nếu như không phải anh bà chớ chú Diệp Thi Vũ, hắn căn bản sẽ không nhúng tay sự tình hồn tộc. Cung thỉnh công chúa lên tế đàn. Hồi lâu, hồn ca lấy lại tinh thần. Lần nữa cung bái nói. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái, bước nhẹ nhàng chậm rãi hướng về tế đàn. Anh bà chưa bao giờ nghĩ tới bản thân dựng tế đàn là cho người khác, mà ngày nàng đem tế đàn dựng lại chính là ngày giỗ bản thân. Nháy mắt trôi qua 3 ngày, sau khi hoàn thành nghi thức kế thừa tộc trưởng, Diệp Thi Vũ liền trở lại chỗ mình ở, cùng Tiêu Phàm ròng rã ngốc 3 ngày, một bước chưa từng ra cửa phòng. Giờ phút này, phía trên giường, một bộ ngọc thể trắng nõn ghé vào trên LNG ngực một người khác. Khẽ nâng ngọc hàm lên, nhu tình nói. Phu quân, người thật muốn rời đi. Hai người không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ. Hai người hơn 2 năm thời gian chưa từng gặp, tự nhiên là một phen mây mưa triền miên. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù hắn cũng không nỡ, nhưng có chút sự tình hắn lại không thể không làm, lập tức ôm lấy Diệp Thi Vũ cười nói. Nương tử, nếu không ngươi theo ta cùng đi, đi gặp bà. Hừ, ta còn chưa có gả cho ngươi đâu. Diệp Thi Vũ một mặt thẹn thùng, hung hăng bóp Tiêu Phàm một cái. Tức phụ xấu xí còn muốn gặp cha mẹ chồng nha, huống chi, vợ ta là tuyệt thế mỹ nữ. Tiêu Phàm chăm chú đem Diệp Thi Vũ ôm vào trong ngực. Đợi chút đi, chờ ta đem sự tình hồn tộc sắp xếp như ý, ta
ta lại tới tìm ngươi. Diệp Thi Vũ nói ra, mặt khác, ta hiện tại cũng chuẩn bị trùng kích chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thi Vũ, chiến thần cảnh không phải đột phá dễ như vậy, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong bàn tay lập tức hiện lên 9 cái tinh thể chiếu lấp lánh. Thần lực chi tinh đối với ngươi có dùng hay không? Diệp Thi Vũ lắc lắc đầu nói, phu quân nên biết, người luyện hóa thần lực chi tinh về sau trưởng thành cực kỳ có hạn, ta muốn dựa vào thực lực bản thân đột phá, huống hồ ngươi đừng quên, ta là hồn tộc. Hồn tộc, chỉ cần có đầy đủ hồn lực liền có thể không ngừng đột phá, sau đó tự hiểu mà lĩnh ngộ áo nghĩa. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó một mai hồn giới xuất hiện ở trong tay, nói, nơi này vừa là 1 vạn thần thạch, đầy đủ cho ngươi đột phá. Diệp Thi Vũ cũng không có từ chối, ngược lại cười nói, phu quân, ngươi đừng quên ta được hồn tộc truyền thừa, những thần thạch này ngươi nhận lấy đi, bên trong chỉ xích thiên nhai có không ít thần thạch, đủ cho ta đột phá, chờ ta đột phá chiến thần cảnh lại đi tìm ngươi. Được, một lời đã định, Tiêu Phàm cuối cùng gật gật đầu, lập tức tà tà cười nói. Nương tử, phu quân muốn rời đi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại ngươi, ta lại hảo hảo hầu hạ nương tử một cái. Không muốn, lập tức, trong phòng lại là cả vườn xuân sắc, phong quang vô hạn. Ngày kế tiếp. Lúc Tiêu Phàm lên trên quảng trường, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Dịch Bằng bọn hắn đã sớm chờ đợi lâu ngày, hôm nay là thời gian ước định rời đi. Công tử, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, đám người hơi hơi thi lễ, Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm gật đầu, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn, nói. Lão Hồ, các ngươi sau khi rời đi, sự tình những ngày qua chỗ liền xem như cái gì đều không phát sinh đi. Bằng không khả năng dẫn tới tai bay vạ gió. Vâng, Tiêu công tử, ta đã nói với mọi người, miệng những huynh đệ này ta cũng yên tâm. Hồ Mạnh Nhiên trịnh trọng nói ra, cái này cho ngươi, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một mai trái cây màu đỏ ngòm, nhìn bề ngoài giống như một đầu chân long, sinh động như thật. Thực, chân long huyết quả, Hồ Mạnh Nhiên toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt càng là chảy ra 2 hàng nhiệt lệ. Chúc mừng ngũ ca, Tiểu Ninh có thể cứu rồi. Những người khác cũng nhao nhao chúc mừng. Đa tạ Tiêu công tử. Hồ Mạnh Nhiên đột nhiên hướng về Tiêu Phàm quỳ bái, bất quá đã có một cỗ đại lực nâng hắn lên, quả thực là quỳ không được. Tiêu Phàm đem chân long huyết quả giao cho Hồ Mạnh Nhiên, cười cười nói. Lão Hồ, có hứng thú đi theo ta hay không? Chương 1453, chúng thần quy vị. Nhìn thấy Hồ Mộng Nhiên có chút do dự, Tiêu Phàm vừa cười nói. Ngươi cũng đừng có ngại ngùng gì, đây tính là trả thù lao ngươi ra biển. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn còn có chút thất vọng, biển cả nắm giữ vô tận tài nguyên, nếu như Hồ Mộng Nhiên có thể gia nhập, nhất định có thể để Tu La Điện phát triển tăng tốc hơn rất nhiều. Chỉ là Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không bắt buộc người khác, buộc Hồ Mộng Nhiên gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm còn làm không được. Không phải, công tử, dù là đem cái mạng này giao cho công tử, Hồ Mỗ cũng tuyệt không nói một chữ không. Hồ Mộng Nhiên liền vội vàng lắc đầu nói, trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát. Thế nhưng ta lo lắng khuyển tử, muốn về đông vực trước một chuyến. Nghe nói như thế, thất vọng trong mắt Tiêu Phàm rất nhanh biến mất, cười nói. Chúng ta hiện tại rời đi cũng phải đi qua đông vực, có lẽ ta có thể nhìn nhi tử ngươi, ta dù sao cũng là một luyện dược sư. Thực, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt Hồ Mộng Nhiên lộ ra vẻ không thể tin, thực lực Tiêu Phàm mặc dù cường đại nhưng hắn vẫn như cũ không tin y thuật Tiêu Phàm có thể cao đến nơi nào. Dù sao Tiêu Phàm quá trẻ tuổi. Yên tâm, Tiêu Mỗ cho tới bây giờ không có gạt người. Tiêu Phàm cười gật đầu. Mặt khác, coi như ngươi thay ta làm việc, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi đông vực, mà là tiếp tục trên biển. Hồ Mộng Nhiên hồ nghi một trận, lấy thực lực Tiêu Phàm, trên biển có cái gì có thể ngăn hắn lại. Còn cần bản thân hỗ trợ. Đúng lúc này, Diệp Thi Vũ mang theo chúng trưởng lão hồn tộc đi tới, đứng ở bên người Diệp Thi Vũ là Trầm Huyễn Ngân. Nàng bây giờ là đại trưởng lão hồn tộc, hồn ca mặc dù có chút thất lạc, nhưng không dám nói gì. Diệp tộc trưởng, người tới vừa vặn, ta nghĩ để Hồ Mộng Nhiên gia nhập Tu La Điện, trên biển thu thập tài nguyên, hồn tộc là bá chủ Đông Hải, có thể cho chúng ta một chút tiện lợi a. Tiêu Phàm cười nói, Tu La Điện, nghe được mấy chữ này, Hồ Mộng Nhiên đều trợn tròn mắt, có loại cảm giác bản thân đã lên thuyền giặc, chẳng lẽ Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Phàm làm người. Bọn hắn cũng yên lòng, Tu La Điện chủ trong truyền thuyết có vẻ cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Kỳ thật lấy thân phận Tiêu Phàm căn bản không cần che giấu, nơi này ai không biết hắn và Diệp Thi Vũ là vợ chồng.
Mọi người cũng biết rõ lời này Tiêu Phàm không phải nói cho Diệp Thi Vũ nghe, mà là nói cho những trưởng lão hồn tộc nghe. Ý hắn chính là lão tử hiện tại muốn rời đi, các ngươi đừng muốn ngáng chân, ta nếu trở về nhìn thấy các ngươi có bất kỳ ý tứ làm trái tiểu ma nữ, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu điện chủ yên tâm, hồn tộc cùng Tu La điện đời đời đều là minh hữu. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười, không nhiễm bụi bặm, khuynh quốc khuynh thành. Lão Hồ, người hiện tại yên tâm rồi chứ? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Hồ Mộng Nhiên nói. Hồ Mộng Nhiên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, vội vàng quỳ một chân trên đất nói. Hồ Mộng Nhiên bái kiến công tử, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bái kiến công tử, những người khác thấy thế cũng nhao nhao quỳ sát xuống, dư quang thỉnh thoảng nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng người trước mắt lại là Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết. Mọi người đều đứng lên đi, về phần nhiệm vụ, chúng ta nói sau. Tiêu Phàm đỡ Hồ Mộng Nhiên dậy nói, những ngày qua hắn đối với Hồ Mộng Nhiên đã có chỗ biết, là một người làm đại sự. Thi Vũ bảo trọng, Tiêu Phàm quay đầu, truyền âm cho Diệp Thi Vũ nói. Phu quân bảo trọng, Diệp Thi Vũ gật đầu, trong mắt đều là thần sắc không muốn, đám người hồn tộc đưa mắt nhìn Tiêu Phàm bọn hắn rời đi. Giờ phút này. Bên trong một mảnh hư vô đen kịt, sáu bóng người lạnh lùng nhìn một cái phương hướng, phía trước là một khỏa thanh sắc tiểu tinh thần, phía trên bao phủ một tầng sương khói mông lung. Rốt cục tìm tới, điện chủ đại nhân cho chúng ta thời gian một năm mà chúng ta vẻn vẹn tốn hơn 6 tháng, đây coi như là sớm hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó một nam tử trung niên mở miệng nói, thần sắc vô cùng băng lãnh. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định có thể nhận ra 6 người bọn hắn, chính là chiến lão bát bọn hắn ban đầu ở chiến hồn. Không gian vây chặt hắn, bọn hắn không giết chết Tiêu Phàm, chiến thần điện điện chủ liền để bọn hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí cổ địa sở ra, cho bọn hắn thời gian một năm. Sáu người một mực trong hư vô hành tẩu tìm kiếm cổ địa sở ra, rất hiển nhiên viên thanh sắc tinh thần chính là vị trí cổ địa sở ra. Tu La điện chủ cùng cổ tộc sở ra có quan hệ không tầm thường, chỉ cần khống chế cổ tộc sở ra, không sợ hắn không được tự chui đầu vào lưới. Thanh bào lão giả lão Lục căm hận nói, lúc trước bị Tiêu Phàm tính toán. Dùng thiên hỏa đốt luyện hắn, loại đau khổ này vẫn còn mới mẻ, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, giải tỏa mối hận cuồn cuộn trong lòng. Cổ tộc sở ra tại chiến hồn đại lục xem như quái vật khổng lồ, nhưng ở trong mắt chúng ta, một gia tộc không có chiến thần cảnh chỉ là tiện tay có thể diệt mà thôi. Chiến lão bát mở miệng, đội trưởng, ta trong lòng một mực có nghi hoặc, gia tộc Tiêu Phàm tại Nam Vực, tại sao điện chủ đại nhân để cho chúng ta ứng phó cổ tộc sở ra, lại không cho chúng ta ứng phó Nam Vực Tiêu gia? Tiêu gia mới là chân chính tiện tay có thể diệt mới đúng. Một hắc bào lão giả nghi ngờ nói. Những người khác cũng gật đầu, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, bọn hắn nhìn đến, đừng nói Tiêu gia, chính là Nam Vực cũng chỉ là sự tình một bàn tay. Các ngươi cũng đừng quên truyền thừa điện. Chiến lão bắt lại hít sâu một cái, nói đến truyền thừa điện, thần sắc hắn đều ngưng trọng lên. Chẳng lẽ truyền thừa điện thực tại Nam Vực, nam tử trung niên cau mày, 89/10, những lão bất tử kia nếu như còn sống. Coi như chúng ta đi qua, đoán chừng cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Chiến lão bát gật gật đầu nói, lấy thực lực điện chủ cùng vị kia chẳng lẽ còn có cái gì làm hắn kiêng kỵ sao? Mấy người rõ ràng không tin. Chiến lão bát lắc đầu, hít sâu một cái nói, nếu như điện chủ cùng vị kia xuất thủ thì không có vấn đề gì lớn, nhưng ta đoán chừng vẫn có cái gì làm điện chủ bọn hắn bận tâm, ta cuối cùng cảm giác điện chủ đang đợi cái gì. Đám người gật gật đầu, không chờ bọn hắn nói cái gì. Chiến lão bát lại nói, nếu tìm tới cổ tộc sở ra, vậy trước tiên cầm xuống rồi nói. Điện chủ chỉ để cho chúng ta tìm tới vị trí sở ra, cũng không bảo chúng ta động thủ. Thanh bào lão giả nói ra, chút việc nhỏ ấy tự nhiên không cần thiết để điện chủ đại nhân tự mình mở miệng, sáu người chúng ta chẳng lẽ đều không giải quyết được sao? Chiến lão bát hừ lạnh một tiếng, không chờ bọn hắn phản ứng, liền dẫn đầu hướng về thanh sắc tinh thần bay đi. Năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng cũng cùng đi lên. Cũng đúng lúc này, thanh sắc tinh thần bên trong hư vô tầm 10 thất thải lưu quang bay vụt mà tới, một đầu cắm vào bên trong thanh sắc tinh thần. Sau một khắc, đại địa bên trong một tòa sơn mạch cổ tộc sở ra cực kỳ xa xôi đột nhiên vỡ ra, sơn phong sụp đổ, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo bộc phát ra, phô thiên cái địa quét sạch ra, uy thế đáng sợ cuồn cuộn toàn bộ cổ địa. Người sở ra đều mờ mịt nhìn về phía chân trời, không biết vì sao, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Rất nhanh, cỗ khí thế kia liền biến mất hầu như không còn, tựa như cái gì đều không phát sinh, bất quá cỗ bất an trong lòng đám người lại vẫn tồn tại như cũ,
thật lâu không tiêu tan. Không trung hoang vu chi địa, 10 đạo thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, giãy giụa cổ, giang thân thể cứng ngắc, tựa như rất lâu không có hoạt động. Vạn năm ung dung, chúng ta rốt cục trở về. Cầm đầu một người là một thanh bào lão giả, trong mắt phóng hai đạo tinh quang, giống như xem thấu thiên địa, lão giả không phải ai khác, chính là Sở Thiên Minh. Dạng sự tình này không ngừng phát sinh ở cổ địa Sở gia, cũng phát sinh ở các cổ tộc cổ địa khác. Chúng thần biến mất vạn năm, rốt cục quy vị. Chương 1454, Chiến lão bát phách lối. Sở Thiên Minh đám người đứng sừng sững trên không trung, quan sát một mảnh thế giới quen thuộc mà xa lạ. Năm đó cổ địa Sở gia vẫn chỉ là một bộ phận Chiến Hồn Đại Lục, nhưng mà hiện tại cổ địa Sở gia lại độc lập với Chiến Hồn Đại Lục. Đám người suy nghĩ hết sức phức tạp, cảm khái ngàn vạn suy nghĩ đã bay tới rất xa bên ngoài. Gia chủ, trước trở về gia tộc đi, vạn năm thời gian Sở gia ta cũng không biết biến thành cái dạng gì. Trong đó nam tử trung niên cả người khoác hắc sắc chiến giáp mở miệng nói. Cũng tốt, Sở Thiên Minh gật gật đầu, vừa chuẩn bị hướng về nơi xa bay đi. Đột nhiên, mấy cỗ khí thế đáng sợ từ cửu thiên bay xuống, đám người Sở Thiên Minh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lông mày hơi nhíu. Một chiến thần cảnh trung kỳ, năm chiến thần cảnh sơ kỳ. Hắc sắc chiến giáp nam tử mị mị hai mắt, hắn có thể tùy tiện cảm nhận được khí thế ba động nơi xa, trong nháy mắt đánh giá ra thực lực mấy người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát ý thật cường đại, bọn hắn có vẻ như từ trong hư vô đến, là châm đối Sở gia. Một nam tử hoàng kim chiến giáp mở miệng, về thành, trong mắt Sở Thiên Minh tán qua một vòng lãnh quang, hắn hiện tại đang giận trên đầu, ai nếu dám gây bất lợi cho Sở gia, hắn không ngại hảo hảo phát tiết một chút. Thân ảnh lóe lên, thập đại chiến thần cảnh cường giả Sở Thiên Minh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi. Cũng vừa lúc đó, vị trí Sở gia cổ thành, mấy cỗ khí thế ngút trời vừa mới tán đi, mọi người chưa tỉnh hồn, trên 9 tầng trời lại có mấy cỗ uy áp không thể địch nổi cuốn tới. Đám người đều kinh hãi nhìn thiên không, chẳng lẽ hôm nay có đại sự gì phát sinh hay sao, bằng không làm sao có thể liên tục phát sinh sự tình dạng này đâu. Mấy tức sau, cao tầng Sở gia lấy Sở Lăng Vi cầm đầu tất cả đều xuất hiện, Lăng không đứng ở phía trên không trung, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phần lớn người thần sắc lo lắng vô cùng, chỉ có Sở Lăng Vi lạnh lùng đến cực điểm, đôi mắt đẹp lấp lóe, lại không có ý tứ sợ hãi. Thủ thành đại trận chuẩn bị kỹ càng chưa? Sở Lăng Vi cũng không quay đầu lại nói ra. Hồi bẩm gia chủ, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Tam trưởng lão đáp lại nói, bị tước đoạt huyết mạch Sở gia, tam trưởng lão bây giờ đã triệt để quy thuận Sở Lăng Vi, chỉ muốn có một ngày nàng có thể trả lại huyết mạch. Sở Lăng Vi gật đầu. Từ đầu đến cuối con người đều nhìn chăm chú phía chân trời. Không lâu, mấy hỏa cầu tiến vào tầm mắt đám người, ngay sau đó một cỗ thần uy đáng sợ. Mở trận pháp ra, Sở Lăng Vi hai tay vác lập, cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Nàng bây giờ là chiến thánh cảnh đỉnh phong, có thể làm cho nàng sinh ra loại cảm giác mãnh liệt bất an cũng chỉ có vô địch chiến thánh cùng chiến thần cảnh. Nhưng mà... có thể từ bên trong hư vô tìm tới cổ địa Sở gia lại liên tưởng đến Sở Linh Nhi về sau đó nói cho nàng một chút sự tình, Sở Lăng Vi tự nhiên liền nghĩ đến chiến thần điện, cũng chỉ có chiến thần điện mới nắm giữ cường giả chiến thần cảnh. Toàn bộ cổ tộc Sở gia hiện tại căn bản không có chiến thần cảnh cường giả, không thể nào là đối thủ chiến thần cảnh, cũng chỉ có gửi hy vọng ở đại trận hộ thành. Theo Sở Lăng Vi ra lệnh, bốn phía cổ thành, từng đạo hào quang phóng lên tận trời, giống như một quang võng to lớn xen lẫn cùng một chỗ. Lúc quang võng răng khắp nơi bao phủ phía trên cổ thành, đột nhiên tách ra từng đạo sóng ánh sáng, hô hấp ở giữa hóa thành một cái quang cháo to lớn rộng lớn bao trùm phía trên đại địa. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh gọn, lúc uy áp bàng bạc trên 9 tầng trời tới gần, quang cháo bỗng nhiên hướng phía dưới chìm xuống. Bên trong cổ thành, tất cả mọi người sợ hãi nhìn không trung, không biết phát sinh chuyện gì. Sở ra mấy ngàn năm chưa từng mở ra đại trận hộ thành, hôm nay làm sao như thế? Có tu sĩ thế hệ trước kinh ngạc mở miệng, bọn hắn biết mở ra đại trận hộ thành đại biểu cho cái gì, đây chính là thời khắc gia tộc đi đến nguy hiểm tồn vong mới như thế, chẳng lẽ Sở gia gặp phải nguy hiểm hủy diệt. Quang cháo chìm xuống, tốc độ càng ngày càng chậm, sau đó đạt tới cân bằng, sau một lát liền bắt đầu bắn ngược. Ngăn trở, một đám trưởng lão vô cùng kích động, kinh ngạc nhìn không trung. Đừng cao hứng quá sớm, thanh âm Sở Lăng Vi đạm mạc vang lên, như cùng một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng đám người. Trong chốc lát, đám người minh bạch, đối phương người chưa đến liền ép quang cháo chìm, nếu quả thật thân đến, đại trận hộ thành chẳng phải là có khả năng bị phá vỡ. Nghĩ vậy,
Đám người lần nữa khẩn trương lên, có ít người tâm thậm chí nhấc đến cổ họng. Lục đạo hỏa cầu càng ngày càng gần, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí sinh ra ma sát mới tạo thành. Chuẩn bị chiến đấu, Sở Lăng Vi thần sắc băng lãnh, tập kích đến quá mức đột nhiên, làm bọn hắn đều không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bất quá, từ khi đảm nhiệm Sở gia gia chủ trở đi, Sở Lăng Vi liền đã làm tốt đối mặt tất cả, huống chi Sở gia tồn tại trên vạn năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nếu như dễ dàng bị hủy diệt như vậy, Sở gia cũng không có khả năng sinh tồn đến bây giờ, đã sớm hủy diệt bên trong lịch sử bụi bặm. Tiếng nói rơi xuống, Sở Lăng Vi đám người nhao nhao đạp không mà lên, cùng nhau thao túng đại trận hộ thành, đây là phương pháp duy nhất bọn hắn có thể ngăn cản chiến thần cảnh. Một bầy kiến hôi, còn không thúc thủ chịu trói. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ khinh thường từ trên cao truyền đến. Ngay sau đó, một đạo trưởng cương to lớn từ trên trời giáng xuống, hư không bỗng nhiên nổ tung, không gian loạn lưu đáng sợ như là lợi nhận điên cuồng cắt hư không. Chỉ là cỗ khí thế kia liền đè người không thở nổi, sau một khắc bỗng nhiên lại xuất hiện năm đạo trưởng cương, uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Phần lớn người lộ ra vẻ tuyệt vọng, một đạo trưởng cương đã làm bọn hắn bị thương, bây giờ vậy mà xuất hiện 6 đạo. Trời muốn diệt Sở gia, tu sĩ thế hệ trước ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Sở Lăng Vi chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh nghiến răng nghiến lợi toàn lực thúc giục đại trận hộ thành ngăn cản 6 đạo công kích, bọn hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Oanh, trưởng cương rơi xuống, quang cháo hộ thành mãnh liệt đung đưa, tựa như tùy thời có thể tản ra. Hồn lực đáng sợ mà hung mãnh ba động mãnh liệt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tựa như trời muốn sập xuống. Làm tất cả mọi người kinh hãi là quang cháo mặc dù bị trưởng cương bá đạo ép xuống đến cách mặt đất chỉ có vài chục trượng, nhưng chung quy đã ngăn cản được. Gia chủ, chúng ta ngăn được. Tam trưởng lão đám người lệ nóng doanh trong, vừa nãy bọn hắn cảm giác từ quỷ môn quan đi một vòng. Tiếp tục, thần sắc Sở Lăng Vi lại không có bất kỳ ý tứ buông lỏng, con người nàng rơi vào 6 bóng người phía trên không trung, sát ý vô hạn. Vậy mà ngăn được, phía trên không trung, hắc bào lão giả cầm đầu có chút ngoài ý muốn nhìn phía dưới, cũng không có ý tứ tiếp tục xuất thủ, ngược lại cười lạnh nói, gia chủ Sở gia là ai, tự đứng ra. Tìm bản cung có chuyện gì? Sở Lăng Vi sát khí nặng nề ngưng thực nhìn hắc bào lão giả, hắc bào lão giả không phải ai khác, chính là chiến lão bát. Nghe nói Sở gia càng ngày càng xuống dốc, liền gia chủ đều biến thành hạng người nữ lưu, không nghĩ tới là thật. Chiến lão bát cực kỳ khinh thường nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi bản thân sao? Ngươi triệt hồi đại trận cũng liền thôi, bản thân không giết bọn hắn, bằng không mà nói, đừng trách bản thân đại khai sát giới. Chó săn chiến thần điện mà thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Chiến thần điện chủ đến còn tạm được, Sở Lăng Vi ngữ khí âm trầm nói. Dù nàng chỉ là chiến thánh cảnh, nhưng nàng cũng có ngạo khí bản thân, bởi vì nàng là Sở gia gia chủ. Chỉ bằng Sở gia xuống dốc cũng xứng để điện chủ đại nhân xuất mã. Nghe được Sở Lăng Vi mắng, chiến lão bát cũng phẫn nộ. Ta đếm 3 tiếng, triệt hồi đại trận, bằng không. Bằng không như thế nào? Chiến lão bát lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên quanh quẩn ở chân trời. Chương 1455, đá trúng thiết bản. Xảy ra bất ngờ, thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý phần lớn người, ai cũng không biết là ai đang nói chuyện. Trên mặt chiến lão bát lộ ra vẻ phẫn nộ, Sở Lăng Vi dám mắng hắn cũng liền thôi, vẫn còn có người khác dám uy hiếp hắn. Ai đang nói chuyện, cút ra. Chiến lão bát lạnh lùng đảo qua Sở gia hộ thành, ánh mắt tràn ngập sát khí màu đỏ tươi. Dám cùng gia chủ như thế nói chuyện, ngươi còn là kẻ thứ nhất, ta rất bội phục dũng khí ngươi. Lúc này, không trung lại truyền tới một đạo thanh âm. Gần như đồng thời, ánh mắt đám người bỗng nhiên hướng về không trung nhìn lại, đỉnh đầu chiến lão bát bọn họ đứng đấy 10 đạo thân ảnh, cầm đầu là một hắc bào lão giả. Mở miệng nói chuyện là một người nam tử trung niên mặc hắc sắc chiến giáp bên cạnh lão giả, nam tử khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức, ánh mắt nhìn về phía chiến lão bát bọn hắn tràn ngập khinh thường. Không chỉ là hắn, mặt khác ánh mắt 8 người cũng giống như thế, tựa như hoàn toàn không đem chiến lão bát bọn hắn để ở trong mắt. Khinh thường, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu sĩ cổ thành đều là vẻ kinh ngạc, phải biết 6 người chiến thần điện đều là cường giả chiến thần cảnh, trong thiên hạ còn có ai dám khinh thường bọn hắn. Ánh mắt 10 người kia đúng là khinh thường, cái này khiến đám người có chút không biết làm sao. Nhưng chỉ ít có một tin tức tốt, đám người mới tới kia có vẻ như cũng ứng phó người chiến thần điện. Các ngươi là ai? Chiến thần điện làm việc, những người khác tránh ra. Chiến lão bát còn chưa mở miệng, lão lục một bên lập tức phẫn nộ quát. Nếu như không phải hắn nhìn không ra tu vi người,
hắn khẳng định trực tiếp xông lên. Ánh mắt Chiến lão bát lấp lóe không yên, gắt gao nhìn chằm chằm 10 người đối diện, hắn muốn đem đối phương nhìn thấu, lại phát hiện vậy mà nhìn không thấu đối phương. Lão Lục, dừng tay, chúng ta đi. Chiến lão bát mí mắt cuồng loạn, hắn là chiến thần cảnh trung kỳ liền nhìn không thấu người, làm sao có thể đơn giản. Chiến lão bát phản ứng đầu tiên chính là những người này đều siêu việt hơn chiến thần cảnh trung kỳ, mặc dù hắn cũng không tin kết quả này, nhưng hắn tin tưởng cảm giác bản thân. Vô số năm tháng hắn không biết bao nhiêu lần từ trước mắt tử vong mà sống sót, đối với cảm giác nguy hiểm thập phần mẫn cảm. Mà hiện tại, 10 người trước mắt đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cái này khiến chiến lão bát cực kỳ không bình tĩnh. Hắn bây giờ có thể làm chính là lập tức rời đi nơi này, nếu như có thể rời đi mà nói. Sở Lăng Vi đám người kinh ngạc nhìn chiến lão bát, hắn vừa mới khí thế hung hăng, muốn tiêu diệt Sở gia, làm sao trong nháy mắt liền muốn rời đi. Đám người không phải người ngu, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt nhao nhao rơi vào 10 người phía trên không trung, chẳng lẽ những người này còn mạnh hơn? Thế nhưng những người này lại vì cái gì cứu bọn họ? Trong thế giới người này ăn thịt người kia, thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí, đừng đến thời điểm mới chạy ra lang huyệt, lại vào miệng cọp. Bây giờ muốn đi có phải đã muộn hay không? Không đợi chiến lão bát bọn hắn khởi hành, đột nhiên chiến giáp nam tử động, hắn từng bước một hướng về chiến lão bát bọn hắn đi tới. Các hạ, chúng ta là chiến thần điện, người đối địch với chúng ta, cần phải nghĩ kỹ. Chiến lão bát thần sắc âm lãnh, bởi vì hắn đã hoàn toàn xác định những người này đáng sợ. Mặc dù không có tách ra bất kỳ uy thế gì, nhưng mọi cử động tản ra khí thế không thể địch nổi, ép bọn hắn không thể động đậy. Ngươi là nói kẻ phản bội sao? Nghe được chiến thần điện, chiến giáp nam tử áo bào đen đột nhiên phóng lãnh quang, khí thế cường đại giống như vỡ đê hồng thủy xung kích ra. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác chi thế thiên địa sụp đổ, càn khôn cắt đứt chi uy, trước mặt cỗ khí thế này, bọn hắn đều cảm giác bản thân nhỏ bé. Loại cảm giác này chiến lão bát bọn hắn cũng chỉ trên người điện chủ chiến thần điện mới vừa cảm thụ qua, mặc dù hơi có không bằng, nhưng cũng kém không nhiều. Chiến thần cảnh đỉnh phong. Con người chiến lão bát bọn hắn co rụt lại, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Trước mặt chiến thần cảnh đỉnh phong, bọn hắn như là sâu kiến. 6 người biết rõ bản thân lần này DNG vào tấm sắt, bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể xem phân thượng chiến thần điện, tha bọn hắn một mạng. Bất quá, điều này hiển nhiên là không có khả năng, đối phương rõ ràng chính là nghe được 3 chữ chiến thần điện mới sinh ra sát ý lớn như vậy. Sở nghiệp, lưu một người sống. Ta cũng phải nhìn là ai cho bọn hắn lá gan, dám đến diệt Sở gia. Lúc này, lão giả hắc bào cầm đầu mở miệng chính là Sở Thiên Minh. Nghe nói như thế, con người tất cả mọi người phía dưới cổ thành đều co rụt lại, sau đó mãnh liệt rung rung. Sở gia, vị tiền bối kia vừa mới nói Sở gia. Hắn là tiền bối Sở gia ta. Ta cũng nghe được, người không nghe lầm, Sở gia ta vẫn còn có chiến thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn là chiến thần cảnh đỉnh phong. Ha ha. Trời không diệt Sở gia, chiến thần tiền bối Sở gia ta rốt cục trở về, chiến thần điện lấn Sở gia không người, bọn hắn hiện tại phải bỏ ra đại giới. Diệt Sở gia vạn năm bất diệt, như thế nào dễ dàng hủy diệt như vậy? Rất nhiều tu sĩ lệ nóng doanh tròng nhìn Sở Thiên Minh bọn hắn trên không trung, toàn thân kịch liệt run rẩy, bọn hắn tựa như xoay người, rốt cục dám vỗ ngực lớn tiếng gầm rú ta là người Sở gia, chiến thần điện cũng không có gì đáng sợ. Mấy tức trước đó, bọn hắn còn đắm chìm trong tuyệt vọng, sau đó mấy tức bọn hắn liền nhìn địch nhân bị chém giết, không thể không nói nhân sinh thật đúng là biến hóa khó lường. Mấy ngàn năm qua, tu sĩ Sở gia đều biệt khuất ẩn thân cổ địa, theo người khác, bọn hắn nắm giữ một mảnh cổ địa riêng biệt là vinh quang vô thượng, nhưng người Sở gia biết rõ bọn họ là bị ép sinh tồn ở mảnh cổ địa này mà thôi. Nếu như Sở gia đầy đủ cường đại, có đầy đủ thực lực đối mặt phong ba chiến hồn đại lục, Sở gia làm sao có thể khuất tại một góc nhỏ. Nghe được Sở Thiên Minh nói, chiến lão bát bọn hắn toàn thân run rẩy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến bản thân cũng sẽ có một ngày tùy ý người khác giết. Bọn họ là chiến thần cảnh, nhưng trước mặt chiến thần cảnh đỉnh phong lại tính được gì đây? Vâng, gia chủ, áo bào đen chiến giáp nam tử Sở Nghiệp cung kính hẳn, sau đó nhe răng trợn mắt nhìn chiến lão bát bọn hắn. Đi, chiến lão bát hét lớn một tiếng, một quyền đánh nát hư không, chuẩn bị trốn vào trong đó. Mặt khác, năm người cũng lấy lại tinh thần, trước tiên chính là chạy trốn, chiến lão bát đều không phải là đối thủ, chớ nói chi là bọn hắn. Mặc dù thân thể này còn có chút cứng ngắc, nhưng nếu để cho các ngươi chạy, Sở Nghiệp ta cũng sống uổng phí vạn năm. Sở Nghiệp cười lạnh, tiếng nói rơi xuống, thân ảnh hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, trừ chiến lão bát,
năm đại chiến thần cảnh khác đều nổ tung, một khỏa bạch sắc tinh thể từ trong hư không rơi xuống. Sau một khắc, Sở Nghiệp đột nhiên xuất hiện ở bên người Chiến Lão Bát, một tay bóp lấy cổ của hắn, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, căn bản liền sức phản kháng đều không có. Ttt, tu sĩ toàn trường hít một hơi lạnh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lục đại chiến thần vừa nãy còn kém chút hủy diệt toàn bộ Sở gia, không đến một cái hô hấp vậy mà miểu sát năm người, bắt sống một người. Chiến lực này đơn giản liền muốn nghịch thiên a. Tĩnh, không phải tĩnh bình thường, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng mà lúc này, Sở Nghiệp lại đột nhiên một tay cắm vào bên trong mi tâm Chiến Lão Bát, trong tay dắt lấy một mai bạch sắc tinh thể, sau đó như mất tử thi đem Chiến Lão Bát ném xuống dưới thành trì. Gia chủ, sáu thần lực chi tinh xử lý như thế nào? Sở Nghiệp nắm lấy sáu thần lực chi tinh đi tới trước người Sở Thiên Minh, thần sắc thập phần bình tĩnh. Miểu sát sáu chiến thần cảnh, đối với hắn mà nói tựa như là một việc không có ý nghĩa. Sở Thiên Minh lại không có để ý tới, ngược lại nhìn về phía thành trì phía dưới, hỏi. Ai là gia chủ Sở gia hiện tại? Chương 1456, lại đến Đông Vực. Ai là gia chủ Sở gia hiện tại? Lời nói Sở Thiên Minh bình thản quanh quẩn tại hư không, ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người Sở Lăng Vi. Sở Lăng Vi hít sâu một cái, đạp không mà lên, hướng về hư không một xá nói. Sở gia đương đại gia chủ Sở Lăng Vi bái kiến tiên tổ. Người khác có lẽ còn lo lắng Sở gia tiên tổ thật giả, nhưng Sở Lăng Vi lại biết rõ bọn hắn đúng là tiên tổ Sở gia, bởi vì huyết mạch chi lực có thể cảm ứng ra. Những người này có lẽ có thể lừa gạt người khác, nhưng tuyệt đối không lừa gạt được nàng. Tiên tổ huyết mạch, ngươi rất không tồi. Sở Thiên Minh nhìn Sở Lăng Vi một cái, trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm ứng được huyết mạch chi lực thể nội Sở Lăng Vi, so với hắn đều cao hơn một cái cấp độ, đã đạt tới cấp độ đời thứ nhất Sở gia tiên tổ. Hơn nữa một màn kia hắn cũng xem ở trong mắt, tại thời điểm mấu chốt xuất thủ bảo trụ Sở gia, hơn nữa khí thế đối mặt chiến thần cảnh không rơi vào thế hạ phong, rất có phong phạm cường giả, một chút cũng không mất mặt Sở gia. Sở Lăng Vi không nói, trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, nguyên bản nàng đã làm tốt để chuẩn bị nhường Sở gia gia chủ, không nghĩ tới lại được Sở Thiên Minh khích lệ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, khích lệ là khích lệ, nhưng tuyệt đối không phải tán thành, nàng có thể y nguyên đảm nhiệm Sở gia gia chủ hay không, cũng chỉ là một câu đối phương mà thôi. Bất quá, Sở Lăng Vi cũng không quan tâm quyền vị, lúc trước kế thừa Sở gia gia chủ chi vị chỉ là yêu cầu phụ thân Sở Trường Thiên nàng mà thôi. Hơn nữa bởi vì Sở Lăng Tiêu, Sở gia kém chút hủy diệt, Sở Lăng Vi chỉ là muốn dẫn đầu Sở gia đi ra khốn cảnh, hiện tại có thập đại chiến thần quy vị, an nguy Sở gia tạm thời có người bảo hộ. Thậm chí Sở Lăng Vi đang nghĩ, nếu như những chiến thần cảnh này có thể trở thành Sở gia gia chủ, Sở gia có lẽ có thể nâng cao một bước cũng không chừng. Lúc này, thanh âm Sở Thiên Minh tiếp tục vang lên, ánh mắt hắn đạm mạc liếc nhìn lấy cổ thành, ngữ khí lạnh như băng nói. Trách nhiệm tồn vong gia tộc Sở gia vậy mà đặt lên trên người một nữ tử, nhìn đến các ngươi thật đúng là sống như chó. Thanh âm băng lãnh quanh quẩn tại hư không, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu. Rất nhiều người trong lòng hiểu hàm nghĩa trong câu nói Sở Thiên Minh này, chẳng lẽ hắn không hài lòng Sở Lăng Vi đảm nhiệm gia chủ, chuẩn bị để bản thân làm. Thế nhưng lấy thực lực Sở Thiên Minh, căn bản không cần nói nhảm a. Hừ, Sở Thiên Minh hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Sở Lăng Vi nói. Sở Lăng Vi đúng không, an bài cho chúng ta một chỗ ở, sự tình khác ngươi tự xử lý. Được, Sở Lăng Vi hơi sững sờ, sau đó vẫn gật đầu nói, nàng biết rõ Sở Thiên Minh là tán thành vị trí gia chủ bản thân. Bất quá thần sắc nàng lại hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ mừng rỡ, tựa như đối với vị trí gia chủ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Giờ phút này, Thiên Thần Phong Chiến Thần Điện đột nhiên vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. Sáu người vậy mà chết năm người, thật đúng là một nhóm phế vật, nhất định là tự tiện xông vào cổ địa Sở gia. Thanh âm này tự nhiên là Chiến Thần Điện điện chủ, cũng khó trách hắn phẫn nộ như thế, hắn để Chiến Lão Bát bọn hắn tìm kiếm cổ địa Sở gia, căn bản không bảo bọn hắn xông vào. Không nghe mệnh lệnh bản điện chủ, tự tiện làm chủ, chết cũng đáng đời. Thanh âm Chiến Thần Điện điện chủ tiếp tục vang lên, mấy ngày nay mí mắt nhảy lên lợi hại, xem ra lại có sự tình phát sinh. Thần mộ có lẽ cũng nên mở ra một lần. Thanh âm Chiến Thần Điện điện chủ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phía trên Đông Hải, mặt biển vô số hải thú tụ tập trên một chiếc chiến thuyền, cưỡi gió phá lãng, vì chiến thuyền hộ giá. Nếu để cho người khác thấy cảnh này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, phải biết, những hải thú đó có không ít cửu giai đỉnh phong hồn thú. Đầu thuyền,
Tiêu Phàm một bộ áo bào đen đứng chắp tay, vẻ mặt hắn nghiêm túc, trong lòng lại đang lo lắng sự tình lần trước nói với Lãnh Thiếu Nhận. Cách thời hạn nửa năm đã qua 7 tháng, mặc dù hắn dùng truyền âm ngọc phù thông chi Lãnh Thiếu Nhận, nhưng cũng không được đáp lại. Công tử, còn nửa ngày liền có thể cập bờ. Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên đi tới, hắn cũng có thể nhìn ra tâm sự Tiêu Phàm rất nặng. Tiêu Phàm gật đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một ý cười, đột nhiên lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mai ngọc phù, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Công tử, ta trong quá trình giao phong Diêm La Phủ, không cẩn thận hủy đi truyền âm ngọc phù, hiện tại đã cùng Diệp Trường Sinh tụ tập, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới thiên vực. Không có việc gì liền tốt, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, đây là thanh âm Lãnh Tiếu Nhận. Hắn thật đúng là lo lắng Lãnh Tiếu Nhận xảy ra ngoài ý muốn, ngọc diện vô tình ngọc hy chết, Tiêu Phàm còn ghi tạc trong lòng, thù này hắn vô luận như thế nào đều phải báo. Diêm La Phủ bên kia như thế nào? Tiêu Phàm lại nói, Hồ Mạnh Nhiên chuẩn bị rời đi lại bị Tiêu Phàm gọi trở về, hắn cho tới bây giờ đều là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, Hồ Mạnh Nhiên nếu đã là người Tu La Điện, biết chút ít tin tức cho phép tự nhiên không tính là gì. Không biết vì cái gì lực lượng Diêm La Phủ so với trước kia còn muốn cường đại hơn, Bắc Phực tạm thời thủ không được, Diệp Trường Sinh để người đệ bát Diêm La Điện rời khỏi Bắc Phực, chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp. Thanh âm Lãnh Thiếu Nhận vang lên lần nữa. Các ngươi làm không tồi, bảo hộ bản thân quan trọng hơn, đi thiên vực trước, ta nửa tháng sau liền có thể tới thiên vực, ta tự mình đi Bắc Phực một chuyến. Mặt khác, tùy thời giữ liên lạc, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Vâng, công tử, Lãnh Thiếu Nhận tiếp tục nói. Tiêu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, sau đó ném cho Hồ Mạnh Nhiên một mai hồn giới, nói. Nơi này có đồ vật, người tự xử lý, Tu La Điện hiện tại mặc dù không tính quá mạnh, tài nguyên có hạn, nhưng ta tin tưởng về sau khẳng định vượt qua ngươi tưởng tượng. Đa tạ công tử, quét bên trong hồn giới một cái, Hồ Mạnh Nhiên hít sâu một cái bái nói. Hảo hảo lợi dụng những hải thú này, có bọn hắn sẽ không sợ không có tài nguyên, Tu La Điện còn dựa vào các ngươi. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Dưới sự hộ tống một đám hải thú, tốc độ chiến thuyền khi tới gần bờ biển, Tiêu Phàm bàn giao hải thú, liền để một đám hải thú rời đi. Mặt khác, Tiêu Phàm lưu lại vài đầu hung thú đợi bên người Hồ Mạnh Nhiên, hắn không phải nói láo, về sau tài nguyên Tu La Điện thực dựa vào Đông Hải cung ứng. Sau một canh giờ, Tiêu Phàm nhìn bờ biển, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, Tiểu Kim, Thạch Thánh, giờ còn có Sở Phiền tất cả đều đứng ở bên cạnh hắn. Nguyên bản Tiêu Phàm là để Sở Phiền lưu tại Lưu Ly Thánh Đảo, nhưng gia hỏa này lại trộm trộm đi ra. Rốt cục cập bờ, vẫn là dẫm lên lục địa an tâm hơn. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Công tử là không quen thuộc sinh hoạt trên biển, giống chúng ta, trên biển mới là nơi chúng ta hướng tới. Hồ Mạnh Nhiên cười nói, nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt Hồ Mạnh Nhiên bỗng nhiên cứng đờ, chỉ thấy nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ngũ gia, ngài rốt cục trở về, Tiểu Ninh hắn không kiên trì nổi. Cái gì? Hồ Mạnh Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, liền cùng Tiêu Phàm cũng không đánh chào hỏi, lách mình hướng về nơi xa bay đi, vẻn vẹn trong nháy mắt Hồ Mạnh Nhiên liền không thấy tăm hơi. Công tử, ngài đừng trách Ngũ ca, hắn kỳ thật rất đáng thương. Trong đó một nam tử vội vàng thay Hồ Mạnh Nhiên giải vây nói. Người biết rõ hắn ở đâu không, vừa đi vừa nói. Tiêu Phàm cũng không có ý tứ trách cứ Hồ Mạnh Nhiên, hắn chỉ là sốt ruột niệm tử mà thôi, cái này chính là nhân chi thường tình. Lập tức, Tiêu Phàm bọn hắn dưới sự hướng dẫn nam tử kia, hướng về trong nhà Hồ Mạnh Nhiên đi đến. Chương 1457, Tiên Thiên Linh Thể 1. Trên đường Tiêu Phàm chạy tới nhà Hồ Mạnh Nhiên, mấy người đi theo Hồ Mạnh Nhiên cũng đem tình huống trong nhà Hồ Mạnh Nhiên đơn giản giảng thuật một lần. Nguyên lai, Hồ Mạnh Nhiên cũng không phải là người ở đây, hắn là 10 năm trước mới đi tới hải cảng sinh hoạt, rất nhiều người còn rõ ràng nhớ kỹ hình ảnh lúc trước Hồ Mạnh Nhiên ôm nhi tử bản thân xuất hiện ở hải cảng. Hồ Mãn Thiên, cả người lộ ra thập phần chật vật, tiểu hài trong tã lót cũng liền 2 tuổi, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, có vẻ như bị bệnh. Người ở đây không mấy ai biết rõ chân chính danh tự Hồ Mãnh Nhiên, ngay từ đầu đều gọi hắn Hồ Lão Ngũ. Lúc Hồ Mãnh Nhiên chuẩn bị trên biển sinh hoạt, cạo sợi râu dơ giấy đi, tỏ ra đắc ý khí phong hoa, ngọc thụ lâm phong. Bộ dáng này nhìn qua liền không phải nhân gia đệ tử phổ thông, làm sao sẽ tới hải cảng sinh hoạt đây? Phải biết, sinh hoạt trên biển cũng không phải là dễ dàng như vậy, huống chi hắn còn phải chiếu cố tiểu hài, lúc ấy tất cả mọi người không tin Hồ Mãnh Nhiên có thể kiên trì nữa. Nhưng mà một năm về sau, cái nhìn mọi người đối với Hồ Mạnh Nhiên đều biến, thời gian một năm này, Hồ Mạnh Nhiên một mực cẩn trọng canh giữ cương vị. Bất quá hắn cùng những người khác khác biệt,
vì hài tử bản thân, hắn cho tới bây giờ không ra biển. Thời gian thong thả trôi qua, lóa mắt liền qua 5 năm, Hồ Mạnh Nhiên ở nơi này cũng có chút thanh danh, người bình thường nhìn thấy hắn đều sẽ tôn xưng hắn là Ngũ Ca. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Mạnh Nhiên làm người giản dị, khiêm tốn, không có người nào biết rõ chân chính thực lực hắn, nhưng những ác bá trên biển cũng sẽ cho hắn mặt mũi, điểm này thập phần khó có được. Qua mấy năm dốc sức làm, tiểu hài hắn cũng 6-7 tuổi, Hồ Mạnh Nhiên tại hải cảng mua sắm trang viên cho bản thân, thuê không ít cường giả bảo hộ nhi tử. Cũng vừa lúc đó, Hồ Mạnh Nhiên đột nhiên đưa ra một cái quyết định làm người khác không tưởng được, chính là ra biển. Hồ Mạnh Nhiên mua sắm chiến thuyền, cũng có đội ngũ ra biển, bởi vì người khác tin tưởng hắn làm người cho nên làm ăn trên biển cũng thập phần nóng nảy. Không nói lửa đầy bồn đầy bát, nhưng tuyệt đối là không thiếu tài nguyên. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vẻn vẹn qua thời gian 3 năm, con trai của Hồ Mạnh Nhiên liền đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Theo đám người, đây đối với Hồ Mạnh Nhiên mà nói nhất định là một cái đả kích rất lớn, người quen thuộc Hồ Mạnh Nhiên đều biết rõ, hắn làm ra tất cả đều là vì nhi tử. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người ý liệu là Hồ Mạnh Nhiên cũng không có không gượng nổi, ngược lại ra biển càng ngày càng thường xuyên. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho là Hồ Mạnh Nhiên là muốn kiếm đầy đủ hồn thạch cho nhi tử chữa bệnh, nhưng về sau lại phát hiện cũng không phải như thế. Hồ Mạnh Nhiên sở dĩ ra biển là muốn tìm kiếm chân long huyết quả trong truyền thuyết, bởi vì chỉ có chân long huyết quả mới có thể cứu con trai của hắn. Cái này là có một lần Hồ Mạnh Nhiên uống say nói ra, nhưng nguyên nhân bởi vì lần uống rượu kia nói lộ ra, Hồ Mạnh Nhiên rốt cuộc không hề uống rượu nữa. Về sau, Hồ Mạnh Nhiên không biết từ nơi nào nghe nói Hung Long Hải Cốc một trong Đông Hải sinh mệnh cấm khu khả năng nắm giữ chân long huyết quả, sau đó hắn mang theo mười mấy tu sĩ chuẩn bị xâm nhập Hung Long Hải Cốc, muốn tìm kiếm chân long huyết quả. Nhưng mà sinh mệnh cấm khu đáng sợ, không phải nói ra, mà là vô số máu tươi cùng sinh mệnh xác minh. Đội tàu Hồ Mạnh Nhiên căn bản không tới Hung Long Hải Cốc liền bị một đầu hải thú cửu giai hậu kỳ kém chút diệt đoàn. Cuối cùng chỉ có Hồ Mạnh Nhiên cùng hai người khác sống sót. Hai người kia chính là hai người lần này theo Hồ Mạnh Nhiên ra biển. Hồ Mạnh Nhiên đối với bọn hắn có ân cứu mạng, dù là biết rõ phải chết, bọn hắn cũng không lui một bước. Nhưng từ đó về sau Hồ Mạnh Nhiên rốt cuộc không nghĩ tới tiến về Hung Long Hải Cốc. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Phàm nói đi Hung Long Hải Cốc, hắn giận mắng Tiêu Phàm có bệnh. Biết chuyện đã xảy ra, Tiêu Phàm ngược lại là bội phục Hồ Mạnh Nhiên làm người, cái này tuyệt đối là một người có cố sự. Cũng là một người có tình có nghĩa. Hiện tại trong lòng Tiêu Phàm hiếu kỳ là con trai của Hồ Mạnh Nhiên đến cùng có bệnh gì, thật muốn long huyết quả mới có thể cứu. Bất chi bất giác mấy người đi tới bên trong một tòa trang viên, phía trên treo một khối bảng hiệu có hai chữ Hồ Phủ, lúc bọn hắn xuất hiện ở cửa ra vào, có mấy đạo khí tức hồn lực từ trên người bọn hắn khẽ quét mà qua. Chỉ là dưới sự hướng dẫn tay hạ nhân Hồ Mộng Nhiên cũng thông suốt, trang viên thập phần đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ lịch sự tao nhã. Tiêu Phàm hoàn toàn không cách nào đem nơi này cùng Hồ Mạnh Nhiên liên tưởng đến cùng một chỗ, cũng từ khía cạnh chứng minh địa vị Hồ Mạnh Nhiên trước kia khẳng định bất phàm. Rất nhanh, Tiêu Phàm bọn hắn dừng lại trước một gian tiểu viện, nơi này 10 bước một trạm gác, 5 bước một trạm canh gác, đủ để thấy Hồ Mạnh Nhiên đối với con trai của hắn rất coi trọng. Dừng lại, Tiêu Phàm bọn hắn chuẩn bị tiến vào viện, lại bị người ngăn ở bên ngoài. Đều tránh ra, vị này là Tiêu công tử. Nam tử trung niên dẫn đường nổi giận mắng. Hắn sợ Tiêu Phàm nổi giận. Tiêu Phàm lại lắc đầu, đứng ở cửa lẳng lặng chờ đợi, cũng không có mạnh mẽ xông tới. Bất quá linh hồn lực lượng hắn lại nhanh chóng lan tràn ra, tất cả bên trong gian phòng trong nháy mắt in vào trong đầu hắn, Hồ Mạnh Nhiên ngồi ở đầu giường sốt ruột hô hoán. Trên giường, một nam hài 11-12 tuổi tựa như tiến vào mộng đẹp, cũng không có lộ ra vẻ thống khổ nhiễm bệnh, dù là hắn đem ra thịt chân long huyết quả nhét vào trong miệng tiểu nam hài cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Chỉ bất quá sắc mặt nam hài trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, những cái này đều không phải Tiêu Phàm quan tâm, làm hắn kinh ngạc là thân thể nam hài vậy mà cho người ta một loại cảm giác trong suốt. Không thể nào, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trợn to hai mắt, lóe qua vẻ kinh ngạc. Công tử, làm sao? Nam tử trung niên vội vàng hỏi. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên kìm lòng không được hướng về trong phòng đi đến, hắn hiện tại cần tới gần để xác định rõ. Những thủ vệ kia muốn ngăn cản nhưng mà lại phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy, thật giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Bọn hắn lúc này mới minh bạch người kia thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu như đối phương muốn tìm bọn hắn gây phiền phức, căn bản không cần cùng bọn hắn khách khí. Nghĩ vậy, một đám thủ vệ cũng buông lỏng một hơi, chỉ ít đối phương là không có ác ý.
Tiêu Phàm cũng không có để ý tới bọn hắn, trong đầu hắn chỉ muốn xác định vấn đề Tiểu Nam Hải. Khi hắn đi vào gian phòng, Hồ Mạnh Nhiên liền vội vàng đứng lên, hai mắt có chút sưng đỏ kêu lên. Công tử, ta, nhưng mà Tiêu Phàm lại không có để ý tới hắn, mà đi đến bên giường, con người nhìn chằm chằm Nam Hải trên giường, hồi lâu trong lòng hắn mới xác định nói. Quả nhiên là tiên thiên linh thể trong truyền thuyết, hơn nữa còn là tiên thiên linh thể thuộc tính lôi. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên kinh đào hải lãng, cực kỳ không bình tĩnh, đặc thù huyết mạch hắn gặp qua không ít, nhưng thể chất đặc thù hắn thật đúng là rất ít gặp qua. Thể chất đặc thù chia làm hậu thiên cùng tiên thiên chi thể ẩn chứa một sợi tiên thiên chi khí, thiên phú mạnh mẽ, thập phần hiếm thấy, không một thiên tài có thể tu luyện. Về phần hậu thiên thể chất lại là hậu thiên tu luyện ra, cho dù là tu la thần thể cũng chỉ là hậu thiên thể chất mà thôi. Về mặt chiến lực có lẽ có ít hậu thiên thể chất cũng không thể yếu hơn tiên thiên thể chất, nhưng tu luyện càng thêm gian nan, hơn nữa ít một sợi tiên thiên chi khí tốc độ tu luyện sẽ có chênh lệch rõ ràng. Nhìn Tiểu Nam Hải 11-12 tuổi trước mắt, trong lòng Tiêu Phàm bỗng động một cái tâm tư, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Mạnh Nhiên. Công tử, ngài có biện pháp cứu Tiểu Ninh? Hồ Mạnh Nhiên trực tiếp quỳ xuống, bất quá lại bị một cỗ đại lực nâng. Ta có thể cứu hắn. Tiêu Phàm gật gật đầu, nghe nói như thế. Trên mặt Hồ Mạnh Nhiên lộ ra vẻ kích động, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, cười nói, bất quá, ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Chương 1458, Tiên Thiên Linh Thể 2. Vô luận yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nghe được Tiêu Phàm nói có thể cứu nhi tử, Hồ Mạnh Nhiên chỗ nào còn cố kỵ đến nhiều như vậy, không chút do dự gật đầu đáp ứng, trong đôi mắt có hơi nước lấp lóe. Tin tức này đối với Hồ Mạnh Nhiên mà nói nghiễm nhiên chính là tin tức tốt nhất 10 năm này. 10 năm thời gian. Hắn đều vì nhi tử mà bôn ba, đáng tiếc hắn chỉ nhìn thấy tuyệt vọng, hắn thậm chí tốn giá thật lớn tìm một chút cửu phẩm luyện dược sư nhìn qua. Những cửu phẩm luyện dược sư đó đều nhất trí cho rằng con trai của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là dược thần cũng không cứu được. Trước đó Tiêu Phàm nói mình là một luyện dược sư, Hồ Mạnh Nhiên cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là coi Tiêu Phàm nói một lời khách sáo mà thôi. Hồ Mạnh Nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm thực có thể cứu nhi tử hắn. Tiêu Phàm lắc đầu. Ta yêu cầu này cũng không phải là muốn ngươi hứa hẹn cái gì, trở về chữa tốt cho hắn, ta còn được hắn đáp ứng mới được, hiện tại chỉ là đề cập với ngươi trước mà thôi. Những người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, không biết trong đầu Tiêu Phàm bán là thuốc gì, ngươi đã nguyện ý cứu hắn, vì cái gì lại muốn ra điều kiện đây? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là Hồ Mạnh Nhiên cũng khẩn trương nhìn Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm không đáp ứng cứu con trai của hắn, vội vàng nói. Công tử. Mời ngài nói, ta nhất định thay Tiểu Ninh đáp ứng. Đừng khẩn trương, thần sắc Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, nói, ta chỉ là muốn thu con trai của ngươi làm đồ đệ mà thôi. Ngài muốn thu Tiểu Ninh làm đồ đệ. Hồ Mạnh Nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin, phải biết Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, bản thân nhi tử lại có thể bái Tu La Điện Chủ làm tay. Hít sâu một cái, Hồ Mạnh Nhiên hướng về phía Tiêu Phàm bái một cái thật sâu, cực kỳ trịnh trọng nói. Đa tạ công tử hậu ái, thuộc hạ thay đạo duyên đáp ứng. Hắn nếu dám cự tuyệt, ta liền cắt ngang chân hắn. Ta sẽ không để cho ngươi cắt ngang chân đồ nhi ta. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trong lòng hắn cũng hết sức kích động, thậm chí rất chờ mong tương lai tiên thiên linh thể có thể trưởng thành đến cấp độ gì. Hồ Mạnh Nhiên vui đến phát khóc, cảm kích nhìn Tiêu Phàm, sau đó hung hăng bóp bản thân một cái, trầm ngâm nói. Nguyên lai ta không phải đang nằm mơ. Những ngày qua Hồ Mạnh Nhiên trải qua quá nhiều mộng ảo, hắn khó tránh khỏi có chút tiếp nhận không được. Đúng rồi, người vừa mới kêu Tiểu Ninh, tại sao lại gọi hắn Đạo Duyên? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, Tiểu Ninh là nhũ danh, bản danh kêu Hồ Đạo Duyên. Hồ Mạnh Nhiên giải thích nói, cưng chiều nhìn nhi tử nằm trên giường. Tên rất hay, Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói. Lão Hồ, chân long huyết quả không cứu được hắn, ta hiện tại liền bắt đầu cứu Đạo Duyên. Toàn bộ quá trình đại khái cần 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ai cũng không cho phép quấy rầy, bằng không vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Công tử yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta cam đoan một con muỗi cũng vào không được. Hồ Mạnh Nhiên vỗ LNG ngực bảo đảm nói, việc này liên quan đến sinh tử con trai của hắn, hắn tự nhiên muốn hết sức nỗ lực. Tiểu Kim, Thạch Thánh, Sở Phiền, Dịch Bằng, các ngươi cũng thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiểu Kim bọn họ nói. Sau đó Tiêu Phàm ở xung quanh phòng bố trí một phen, sau một lát, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ ấn, hư không đột nhiên quang mang chớp nhấp nháy, bao phủ cả tòa tiểu viện. Vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm tại xung quanh bố trí một chút trận pháp,
Lúc này, những người khác nhao nhao lui ra ngoài, chỉ có Tiêu Phàm lưu ở trong đó. Tất cả mọi người đề phòng kỹ hơn, không có ta cho phép, ai cũng không cho tiến vào tiểu viện. Hồ Mạnh Nhiên nhìn về phía một đám thủ vệ, quát khẽ nói. Lão Hồ, người cứ yên tâm đi, có chúng ta sẽ không xảy ra vấn đề. Dịch Bằng an ủi, hắn về sau cùng Hồ Mạnh Nhiên đều là vì Tu La Điện phục vụ, rút ngắn một cái quan hệ cũng không có sai. Tạ ơn, Hồ Mạnh Nhiên từ đáy lòng cảm kích nói. Trong gian phòng, Tiêu Phàm ngồi ở mép giường, con người ngưng trọng nhìn chằm chằm tiểu nam hài Hồ Đạo Duyên trên giường, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Tiên thiên thể chất cùng huyết mạch cũng là có dị khúc đồng công chi diệu, cũng tương đương với quá trình thức tỉnh, muốn triệt để khống chế lực lượng tự thân liền thành thạo vận dụng sợi tiên thiên chi khí trong thể nội. Hồ Đạo Duyên sở dĩ một mực có vẻ bệnh cũng không phải là hắn thực nhiễm bệnh, mà là thể nội một đạo tiên thiên chi khí thuộc tính lôi một mực phá hủy sinh cơ bên trong cơ thể hắn. Nếu như không thể hảo hảo khống chế sợi tiên thiên chi khí, Hồ Đạo Duyên vô cùng có khả năng tự bạo mà chết. Đối với người biết tiên thiên thể chất mà nói, đồng dạng sẽ không phát sinh sự tình dạng này, nhưng chiến hồn đại lục tiên thiên thể chất cực kỳ thưa thớt, Hồ Mạnh Nhiên tự nhiên không rõ ràng, chỉ cho là nhi tử hắn bị quái bệnh. Dù là những bát phẩm đó cùng cửu phẩm luyện dược sư cũng là như thế, bọn hắn đều không nhìn ra mánh khóe thể nội Hồ Đạo Duyên, nếu như Tiêu Phàm không phải nắm giữ Tu La truyền thừa cùng vạn thánh dược điển, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Muốn cứu hắn, đầu tiên phải học được cách vận chuyển sợi tiên thiên chi khí. Trong lòng Tiêu Phàm đã có đại khái ý nghĩ. Hắn hiện tại hôn mê, hơn nữa không có bất kỳ tu vi gì, ta phải đả thông kinh mạch hắn, thức tỉnh chiến hồn thể nội hắn, sau đó mang hắn vận chuyển công pháp, khi hắn có thể tự động vận chuyển, coi như giải quyết xong vấn đề. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm đỡ Hồ Đạo Duyên dậy, phất tay, mấy đạo kim quang chui vào thể nội hắn, lấy tạo nghệ trận pháp của Tiêu Phàm bây giờ đối với đả thông kinh mạch là rất đơn giản. Bất quá, thức tỉnh chiến hồn lại là một sự tình tương đối khá là phiền toái, Hồ Đạo Duyên bây giờ sinh cơ yếu ớt, cũng không có khả năng để hắn tiến vào chiến hồn điện thức tỉnh. Nếu như là người khác, xác thực không có khả năng cứu sống Hồ Đạo Duyên, nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn nắm giữ tỏa hồn châu, dù Hồ Đạo Duyên thực sự là một phế vật, Tiêu Phàm cũng có thể làm hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Nếu thu ngươi làm đồ đệ, vậy liền đưa ngươi một chút lễ gặp mặt. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau một khắc, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, sau lưng hắn bỗng nhiên hiện lên một đầu long ngao to lớn, nếu như để cho người ta biết rõ, Tiêu Phàm trực tiếp đem thần phẩm long ngao chiến hồn tặng người, không biết có ý nghĩ gì. Thần phẩm chiến hồn đối với người khác mà nói xác thực rất mạnh, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm lại không tính là gì, bây giờ U Linh chiến hồn đã đột phá thần phẩm. Hơn nữa bởi vì thí thần thú là đệ nhất thần thú tiểu thế giới, U Linh chiến hồn cũng gọi là đệ nhất thần phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ kinh mạch Hồ Đạo Duyên, đem long ngao chiến hồn cẩn thận từng ly từng tí đưa vào bên trong đan điền hắn. Đối với một người không có bất kỳ tu vi gì, hơn nữa nhiều người bệnh thể nhược mà nói là rất khó tiếp nhận thần phẩm chiến hồn chi uy. Bất quá có Tiêu Phàm liền không có vấn đề, toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 6 canh giờ, Tiêu Phàm liền hoàn thành thức tỉnh chiến hồn, tiếp theo chính là kéo theo hồn lực hắn vận chuyển. Tiêu Phàm ở bên trong Tu La truyền thừa tìm tới một bộ công pháp tên là Tử Lôi Thần Quyết, hắn phân ra một bộ linh hồn phân thân, kéo theo Hồ Đạo Duyên chậm rãi vận chuyển công pháp. Mà hắn lại ngồi ở bên cạnh điều tiết. 6 canh giờ đối với tâm thần Tiêu Phàm tiêu hao cũng cực lớn, nếu như không phải lĩnh ngộ cảnh giới kiếm đạo nhập vi, Tiêu Phàm còn chưa chắc có thể thuận lợi như vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày lóa mắt liền qua, so với Tiêu Phàm đoán trước dài hơn không ít thời gian. Ngoài sân, Hồ Mạnh Nhiên đi qua đi lại, thần sắc vô cùng nóng nảy, tựa như trải qua một trận tuyệt thế đại chiến, càng ngày càng khẩn trương lên. Lão Hồ, người yên tâm, công tử tự mình xuất mã khẳng định không có việc gì. Dịch Bằng an ủi. Hắn đối với Tiêu Phàm tràn ngập lòng tin, thậm chí so với bản thân hắn còn tự tin hơn. Hồ Mạnh Nhiên gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Oanh, đột nhiên, một đạo tiếng vang cực lớn vang vọng hư không, chỉ thấy một vệt sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý tất cả mọi người. Chương 1459, thu đồ đệ. Tất cả mọi người Hồ Phủ trong nháy mắt bị đạo trùm sáng trùng thiên hấp dẫn, không chỉ như vậy. Toàn bộ tu sĩ Hải Cảng Thành cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đạo trùm sáng trùng thiên không đặc biệt mà là một đạo tử sắc lôi điện, tử sắc lôi điện giống như một đầu lôi long xông thẳng cửu tiêu, chân trời đều rất giống bị xé nứt. Lôi điện đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhiều người không khỏi xoa xoa hai mắt, còn coi là tự xem mắt mờ. Bên trong Hồ Phủ, tất cả mọi người đều kinh hãi đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn không trung.
Bọn hắn cách nhau rất gần, rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng cùng uy áp tử sắc lôi điện bàng bạc, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt nhưng lập tức liền chiến thánh cảnh cũng khó mà tiếp nhận. Lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, đám người đều phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa, dường như trải qua đại chiến dị thường hãn thế, sức cùng lực kiệt. Vừa nãy là cái gì? Ánh mắt Sở Phiền lấp lóe, cảm giác da đầu đều nổ tung. Lôi điện cực kỳ đáng sợ, có vẻ như không kém gì lôi điện Tiêu lão đại lúc đầu đả thương Chiến Hoàng Thiên. Thạch Thánh nói ra, thần sắc thập phần bình tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như nói, nơi này còn có ai có thể đạm nhiên đối mặt mà nói, vậy cũng chỉ có hắn, bởi vì lôi điện đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Đám người thực sự không thể nào hiểu được, Tiêu Phàm chỉ là cứu một người mà thôi, vì sao sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ con trai của Lão Hồ cùng Chiến Hoàng Thiên là một dạng, công tử không cẩn thận làm bị thương hắn? Dịch Bằng suy đoán nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu Kim cùng Thạch Thánh gật đầu, trong lòng bọn hắn cũng có ý nghĩ đồng dạng, chỉ hy vọng Tiêu Phàm không có việc gì. Bọn hắn nhìn qua đạm nhiên như gió, sau đó, Hồ Mạnh Nhiên lại vô cùng nóng nảy, kém một chút liền vọt vào. Nội tâm hắn không ngừng cầu nguyện, chỉ hy vọng Tiêu Phàm cùng Hồ Đạo Duyên bình an vô sự. Két, sau nửa ngày, cửa phòng mở ra, phát ra một trận thanh âm bén nhọn, ngay sau đó trận pháp bốn phía biến mất, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Vào đi, thanh âm Tiêu Phàm thập phần bình thản vang lên, lộ ra vẻ uể oải. Nghe nói như thế, Hồ Mạnh Nhiên dẫn đầu xông vào, Dịch Bằng mấy người cũng đi theo sau, bọn hắn rất hiếu kỳ người mà Tiêu Phàm muốn thu làm đồ đệ lại là dạng người gì. Bên trong gian phòng, Tiêu Phàm đang ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi cái gì, lúc này Hồ Mạnh Nhiên đám người xông tới. Ngay lúc đó, trên giường truyền đến một trận thanh âm ho nhẹ, một đứa bé trai chậm rãi ngồi dậy, xông tới Hồ Mạnh Nhiên, vội vàng nói. Cha, ta không sao, chỉ là té xỉu mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Thanh âm Hồ Đạo Duyên rất hư nhược, tựa như thanh âm nữ hài tử, hắn tuy không lớn nhưng rất hiểu chuyện, nhìn thấy Hồ Mạnh Nhiên lo lắng, vội vàng an ủi phụ thân. Tiêu Phàm thấy thế hài lòng gật đầu, Hồ Mạnh Nhiên đi nhanh đến bên người Hồ Đạo Duyên, đem toàn thân Hồ Mộng Nhiên kiểm tra một lần, hai mắt bỗng nhiên đờ si ngầu lên. Tốt, thật tốt, Hồ Mạnh Nhiên mừng rỡ như điên. Nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra, run giọng nói. Ninh Nhi, ngươi thấy sao? Tiểu Ninh khỏi bệnh rồi. Hồ Mạnh Nhiên tựa như đem bi phẫn trong lòng 10 năm này toàn bộ phát tiết ra, ôm thật chặt Hồ Đạo Duyên, sợ đây là một giấc mộng. Tiêu Phàm bọn hắn không có quấy rầy, hồi lâu Hồ Mạnh Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Phàm vội vàng lau đi nước mắt khóe mắt, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm nói. Thuộc hạ quá khích động, để công tử chê cười, đa tạ công tử cứu Tiểu Ninh. Tiêu Phàm vội vàng kéo Hồ Mạnh Nhiên nói, không nên hơi một tí liền quỳ xuống, nam nhi dưới gối có hoàng kim, phải quỳ, cũng không phải ngươi. Vâng, công tử, Hồ Mạnh Nhiên vui vẻ ra mặt, hắn hiện tại thực sự là rất cao hứng, sau đó lôi kéo Hồ Đạo Duyên tới, trịnh trọng nói. Tiểu Ninh, vị này là ân nhân Tiêu Phàm Tiêu công tử cứu mạng ngươi, nhanh dập đầu. Hồ Đạo Duyên hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn nghe theo phụ thân nói, hai đầu gối quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Dập đầu nói. Tạ ơn ân nhân ân cứu mạng, Tiêu Phàm xác thực lắc đầu, cười cười nói. Không phải ân nhân, Hồ Đạo Duyên không biết vì sao, con mắt thanh tịnh chuyển động, mà Hồ Mạnh Nhiên lại bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vừa chuẩn bị mở miệng, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Hồ Đạo Duyên đúng không, ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Bái sư, ta chỉ là một người bình thường, liền chiến hồn đều không thức tỉnh. Hồ Đạo Duyên một mặt mờ mịt nhìn Tiêu Phàm, từ hiện tại, ngươi liền không phải một người bình thường, không tin ngươi có thể triệu hoán chiến hồn xuất hiện. Tiêu Phàm cười cười nói, chiến hồn, Hồ Đạo Duyên cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn đột nhiên phát hiện trong đầu của mình có một chút tin tức, ngay sau đó hồn lực thôi động, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn, một trận tiếng long ngâm vang lên. Thần phẩm long ngao chiến hồn, Hồ Mạnh Nhiên trừng lớn hai mắt, đều là vẻ không thể tin. Đây không phải chiến hồn của công tử sao? Làm sao sẽ? Dịch Bằng cũng kinh ngạc vô cùng, còn phải nói gì nữa sao? Nhất định là Tiêu lão đại cho hắn. Thạch Thánh nhỏ giọng thì thầm. Hồ Mạnh Nhiên cùng Hồ Đạo Duyên nghe nói như thế, chỗ nào còn không minh bạch, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm biến rồi lại biến, bọn hắn còn không nghe nói chiến hồn cũng có thể cho người. Hồ Đạo Duyên bỗng nhiên cung kính bái nói. Đồ nhi bái kiến sư tôn, đa tạ sư tôn. Bái ta làm thầy là phải cùng ta rời đi, không thể bên cạnh cha ngươi, hơn nữa khả năng còn ăn rất nhiều đau khổ. Tiêu Phàm cười cười nói, đồ nhi không sợ chịu khổ,
những năm này cha vì ta bỏ ra quá nhiều, Đồ Nhi đã từng thề, nếu như ta có thể tu luyện, ta muốn trở thành tuyệt thế cường giả, cũng sẽ không để cho cha chịu khổ. Hồ Đạo Duyên ngữ khí kiên định nói. Hồ Mạnh Nhiên hai mắt đỏ bừng, trong lòng một trận mỏi như, nói. Nhi tử ngốc, cha chỉ cần ngươi vui vui sướng sướng, bình an liền hài lòng. Cha yên tâm, hài nhi đã lớn. Trong mắt Hồ Đạo Duyên lóe qua một sợi tinh quang. Đã như vậy, vậy liền tạm thời ghi tạc danh nghĩa, xem như ký danh đệ tử đi, ngươi nếu thông qua khảo hạch, sẽ cân nhắc thu ngươi làm đệ tử đích truyền. Tiêu Phàm mở miệng nói. Mặc dù Hồ Đạo Duyên tâm tính cùng thiên phú hắn coi như hài lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên khảo nghiệm hắn một cái. Sư tôn yên tâm, ta nhất định thông qua khảo nghiệm, được sư tôn tán thành. Tiêu Hồ Đạo Duyên gật đầu, chẳng những không có nản chí, ngược lại càng ngày càng kiên nghị. Lập tức Hồ Mạnh Nhiên để Hồ Đạo Duyên đơn giản bái sư, hắn biết rõ Tiêu Phàm sẽ không ở chỗ này lưu thời gian quá dài, Tu La Điện còn rất nhiều sự tình chờ hắn, có thể ở chỗ này lưu 3 ngày đã là cực hạn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại cùng Hồ Mạnh Nhiên bàn giao một cái sự tình, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lão Hồ, có sự tình gì để Lôi Ngự bọn hắn giúp ngươi, vạn nhất không thể giải quyết thì truyền âm cho ta. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Hồ Mạnh Nhiên nói. Vâng, công tử, ta biết rõ. Hồ Mạnh Nhiên gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim bọn hắn một cái, mấy người nhanh chóng hướng về không trung bay đi, lóa mắt liền không thấy tăm hơi. Ta 10 năm này may mắn nhất chính là gặp gỡ công tử. Nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm rời đi, Hồ Mạnh Nhiên hít sâu một cái nói. Tốc độ Tiêu Phàm bọn họ rất nhanh, dãy núi cùng đám mây lui lại, Hồ Đạo Duyên ngay từ đầu lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền thích ứng. Tiêu đại ca, lúc nào làm một chiếc phi độ chiến thuyền đi, lúc nó bay chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sở Phiền phàn nàn nói, cái này có thể có. Tiêu Phàm cười gật đầu, nếu như Tu La Điện liền phi độ chiến thuyền đều không có thì thật đúng là quá mất mặt. Sở Phiền sư thúc, cái gì là phi độ chiến thuyền? Hồ Đạo Duyên liền tựa như một bảo bảo hiếu kỳ, cái gì không hiểu liền hỏi, làm tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn. Về sau ngươi sẽ biết, Sở Phiền hơi không kiên nhẫn nói. Tiêu đại ca, chúng ta hiện tại đi đâu? Thiên vực, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt bắn ra tinh quang 4 phía. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.